Thiên quân trong mộ có hai loại cấm chế, một loại có thể đem người truyền tống ra ngoài truyền tống cấm chế, một loại khác lại có thể đem từ phủ cảnh đỉnh phong cường giả rào sát thành một mịn tuyệt sát cấm chế. Ông, Giang giật thân thể bay đi, khi tiến vào tuyệt sát cấm chế khối kia đất chống lúc, toàn bộ cấm chế trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ khí thức kinh khủng theo trong cấm chế chuyển đến. Tuyệt sát cấm chế bị xúc động, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu bao phủ Giang giật, liền muốn đem hắn nghiền ép thành bột mịn. Ông, vào thời khắc này, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Giang giật trong thân thể còn sót lại hai tia hắc sắc nguyên lực đột nhiên theo trong đan điền điên cuồng tuôn ra, bộc lộ tại giang giật bên ngoài thân, tại cái này hắc sắc nguyên lực xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt, sau đó. Giang giật đột một biến mất tại trong cấm chế, a à, mọi người cảm giác bạch quang nhoáng một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ mở to mắt về sau, phía trước giống tuyết cái gì cũng không có. Cố Sơn Hà cùng tên kia Tử Phủ Cảnh Thống lĩnh liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Cấm chế này tuyệt đối là tuyệt sát cấm chế không sai. Chỉ là vì sao bọn hắn cảm giác Giang Giật tựa hồ không phải bị rảo sát thành bột mịn mà là truyền tống đi? Đúng rồi, Cố Sơn Hà đột nhiên nhớ tới cái gì, hét lớn, người tới, lấy linh trùng đến. Tử Phủ Cảnh đỉnh Phong Thống lĩnh cũng tỉnh ngộ lại, Giang Giật trên người có thất lý hương, chỉ cần hắn còn sống, còn tại Thiên Quân trong mộ cái này linh trùng liền có thể dò xét đến trên người hắn thất lý hương hương vị. Một tên trấn tây quân quân sĩ nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở hộp ra sau mấy cái hạt gạo lớn tiểu trùng lập tức bay ra, tại bốn phía nhất chuyển sau lại bay trở về trong hộp ngọc. Hô, cố sơn hà cùng còn sống thống lĩnh thở ra một hơi thật dài, lần này chết nhiều người như vậy, mặt khác ba tên thống lĩnh rõ ràng cũng đã chết, giống như vẫn không có thể chém giết gian giật, bọn hắn cũng không biết làm sao hướng gian nghịch lưu bàn giao. Ai, Tô Như Tuyết lắc đầu, mặc dù trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm giác Giang Giật tựa hồ không chết nhưng liền cái này linh trùng đều dò xét không đến, Giang Giật xem ra là hữu tử vô sinh. Khủng bố như thế tuyệt sát cấm chế, tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đều không chống lại được, Giang Giật có thể còn sống sót. Chết đi, chết đi, Giang Giật trên hoàng tuyền lộ chờ lấy ta. Tô Như Tuyết nhẹ giọng thì thào một câu, hé miệng liền muốn cắn lưỡi tự vận, vừa rồi Cố Sơn Hà nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng, Giang Nghịch Lưu muốn ngược sát nàng nàng cũng không muốn nàng sạch sẽ thân thể gặp nửa điểm làm bẩn. ầm, um, nhưng mà miệng nàng mở ra trong nháy mắt kia, một thân ảnh nhanh hơn nàng chuồn tới, đưa tay một bàn tay hung hăng đánh vào nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, đưa nàng thân thể trùng điệp đánh ra đi, thắt lưng lúc đầu đã gãy mất, giờ khắc này ở trên mặt đất lăn lộn vài vòng triệt để đã hôn mê. hắc hắc muốn cầu chết, cố sơn hà lạnh lùng đi tới, nhìn xuống tô như tuyết kia hoàn mỹ tư thái cùng tuyệt mỹ mặt, ánh mắt lộ ra một tia mê say, cũng rất nhanh cưỡng ép áp chế thì thao tiện nhân, ngươi yên tâm, thế tử điện hạ tuyệt đối sẽ không để ngươi chết thống khoái, hắc hắc. giống như thế tử chơi xong về sau, đưa ngươi ban thưởng cho ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. người tới, đem tiện nhân kia trói lại, giúp nàng phục thuốc chữa thương cùng phong nguyên tán. cố sơn hà đưa tới một tên thủ hạ, lúc này mới quay đầu cùng vị kia thống lĩnh nói ra, lưu thống lĩnh để ngươi người thu thập chiến trường, ngay tại chỗ hạ trại phát tín hiệu cho thế tử. thiết huyết vệ lập tức công việc lưu bù lên đem chết đi thi thể thu thập lại ngay tại chỗ đốt cháy, đồng thời ngay tại chỗ hạ trại, bốn phía đề phòng. Tên kia lưu thống lĩnh sắc mặt cực kỳ âm trầm, không ngừng quét về phía tôi như tuyết trong ánh mắt đều là ẩn tàng không ngừng sát cơ. Giang giật cùng tôi như tuyết giết nhiều người như vậy, hắn cũng không biết trở về như thế nào cùng Giang hoài bàn giao, vạn nhất chấn Tây Vương điều tra đến, hắn khó thoát bị trọng trách. Thiên quân mộ một bên khác, một đội đại quân chỉnh tề chỗ nhanh chóng tiến lên, cái này đoàn người liếc nhìn lại ít nhất có ba, bốn trăm người, Bốn phía đi ngang qua tầm bảo võ giả hoặc là linh thú sơn các học viên, xa xa nhìn thấy lập tức tránh đi. Cái này đoàn người bên trong rõ ràng trong vòng hai tên hoa bào người trẻ tuổi cầm đầu, theo bốn phía đi theo thành viên bên trong không ngừng lộ ra nịnh nọt ý cười đó có thể thấy được. Hai người lại mặt không biểu tình, trong ánh mắt còn ngẫu nhiên có chút lo lắng. Chiêm chiếp, đột nhiên, nơi xa trong tầng trời thấp một cái màu đen diều hâu nhanh chóng bay tới, tốc độ như nửa đêm thiểm điện, ít nhất nhưng so sánh thần du cường giả. Điện hạ, có biến. Một tên thủ hạ thở nhẹ một tiếng, thân thể hướng phía trước tiêu xạ mà ra, trong tầng trời thấp cái kia diều hâu lập tức giảm tốc, chậm chạp lao xuống vững vàng rừng ở người này trên vai. Hắn nhanh chóng gỡ xuống diều hâu trên chân một tấm giấy viết thư, nhìn lướt qua lập tức đại hỉ hướng bạch bào người trẻ tuổi đi đến, hạ giọng đưa lỗ tai nói, điện hạ, cố sơn hà đưa tin, giang giật đã bị chém giết, tô như tuyết thành công cầm xuống. Bất quá, chết mấy chục người cùng ba cái thống lĩnh, tốt, giang nghịch lưu đầy mắt đều là cuồng hỉ, quay đầu cùng trưởng tôn vô kỵ liếc nhau trong lòng hai người thạch đầu rơi xuống. Giang giật chết rồi, coi như Trấn Tây Vương biết rõ cũng không sao, Giang nghịch lưu nói thế nào đều là hắn duy nhất thân nhi tử, chẳng lẽ giết không thành. Truyền lệnh cho cố Sơn Hà, để hắn nguyên địa đóng giữ, nhất định muốn bảo hộ muốn tô như tuyết an toàn, không thể để cho nàng có nửa điểm sơ suất. Chờ ta đi qua, ta muốn đem tiện nhân này tiền dâm hậu sát, Giang nghịch lưu thấp giọng cùng trinh sát hạ lệnh. Lúc này mới quay đầu nhìn về đội ngũ hậu phương đi đến, cuối cùng đi vào đội ngũ đằng sau, một vị người mặc váy vàng cô gái xinh đẹp trước mặt, hắn cười nhạt một tiếng nói: "Thính Vũ tiểu thư, lần này còn được đa tạ ngươi, tầm bảo về sau, nếu có thời gian, Nghịch Lưu chân thành mời ngươi đi Giang Y Thành làm khách." Thế tử điện hạ khách khí, có thể vì điện hạ phân ưu, Thính Vũ rất cảm thấy vinh hạnh. Cơ Thính Vũ huyền chuyển cười một tiếng, trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Các loại Giang Nghịch Lưu rời đi về sau, trên mặt nàng mới lộ ra một tia ảm đạm nhìn qua bầu trời xa xăm, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ non, giang giật, xin lỗi rồi, ta cơ thính vũ từ nhỏ đã thể muốn trở thành đế hậu, mẫu nghi thiên hạ, giang nghịch lưu là duy nhất có thể để giúp ta đạt thành nguyện vọng người. Mà ngươi, lại như thế cố chấp, sở dĩ ta chỉ có thể để ngươi chết rồi, ngươi an tâm đi thôi, ngày này sang năm ta nhất định cho ngươi đốt thêm ta tiền giấy. chương 119, chân chính thiên quân mộ. Ta chết đi sau đây là minh giới sao làm sao minh giới như vậy bày ra a à giang giật u u tỉnh lại bị trói mắt ánh sáng chiếu lên mắt mở không ra hắn mơ mơ màng màng lắc đầu cảm giác trong miệng dị thường khô chát chát nhúc nhích hầu kết liếm môi một cái nghỉ ngơi một hồi lâu mới mở to mắt a à, đập vào mắt tràng cảnh lại làm cho hắn càng thêm mê mang hắn nằm tại một cái rộng lớn đại điện bên trong bốn phía đều là điêu khắc thần bí đồ án đồ đằng trụ ít nhất có cao mấy chục trượng trên trần nhà đồng dạng điêu khắc dườm già đồ văn còn khảm nạm lấy rất nhiều tản ra bạch quang bảo thạch cho người ta một loại trang nghiêm của phác đại khí cảm giác. Hắn nhìn ra ngoài một hồi chật vật vặn vẹo cổ hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện cái này đại điện là phong bế, bốn phía đều là màu xanh vách đá, đừng nói không có cửa, cửa sổ đều không có, nhưng hắn ở bên trong không có cảm giác một tia khí muộn, rất là thần kỳ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước trên vách đá, nơi đó điêu khắc một bộ cự hình phù điêu, là một người. Một người mặc hắc bào lão giả, cái này hắc bào lão giả tốt cường đại, thế mà chỉ là một bộ phù điêu liền để ta cảm giác được ngạt thở, cái này chẳng lẽ cũng là thiên quân cấp bậc cường giả. Giang giật nhìn thoáng qua phù điêu con mắt, thân thể đột nhiên run lên, cảm giác bị sét đánh, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều. Hắn hồi tưởng lại thần bia điện bên trong sát lục thiên quân thạch điêu, cảm giác đồng dạng kinh khủng, không nhịn được có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ rõ hắn rõ ràng vọt vào tuyệt sát trong cấm chế, bị một cỗ lực lượng cường đại sẽ nghiền ép thành mảnh vỡ, một khắc này hắn trực tiếp bị uy áp ép tới ngất đi, làm sao không chỉ có không chết, còn tới cái này kỳ dị địa phương. Hắc Sắc Nguyên Lực, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, hồi tưởng lại hôn mê trước Hắc Sắc Nguyên Lực dị động. Tiền vạn quán cho tư liệu viết phi thường tinh tường, tuyệt sát cấm chế đụng chạm hẳn phải chết, từ phù cảnh cường giả tối đỉnh đều không ngoại lệ, hắn chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng, giải thích duy nhất liền là Hắc Sắc Nguyên Lực cứu được hắn. Cái này Hắc Sắc Nguyên Lực rốt cuộc là thứ gì không chỉ có tới thần bí, có thể dung hợp cái khác nguyên lực, có thể tăng phúc nguyên lực uy lực, đan dược dược lực thị giác thính giác khứu giác, còn có thể phát động sát lục thiên quân cấm chế giờ phút này càng là có thể tại tuyệt sát cấm chế cường đại lực lượng hạ cứu ta, cũng để tuyệt sát cấm chế biến thành truyền tống cấm chế, đem ta truyền tống đến cái này kỳ dị địa phương đến. Giang giật mê mang thì thào, cái này trong đầu vô danh công pháp tới không hiểu thấu, Giang Vân Hải còn nói hẳn không phải là mẫu thân nàng lưu lại, như vậy cái này vô danh công pháp là ai cho lại là ai phong ấn hắn. Rất rất nhiều nghi hoặc, Giang giật nghĩ một lát vẫn là không có bất luận cái gì đáp án, chỉ có thể vứt ở một bên chật vật ngồi dậy lấy ra một viên thuốc chữa thương ngồi xuống chữa thương nơi này là một cái phòng bế chết không gian hắn nhất định phải nhanh khôi phục thân thể mới có thể nghĩ biện pháp ra ngoài bằng không hắn đem tươi sống chết đói ở chỗ này còn như chuyện bên ngoài giang giật không dám suy nghĩ nhiều bởi vì hắn sợ tưởng tượng tâm liền sẽ đau nhức tô như tuyết thế nhưng là sinh tử chưa biết ha à, vạn nhất rơi vào giang nghịch lưu trong tay giang giật cũng không dám tưởng tượng chuyện kế tiếp a à, Giang giật vừa đả tọa lập tức phát hiện không đúng, hắn lần này ngồi xuống không có nuốt địa nguyên đan, bởi vì trong đan điền không có hắc sắc nguyên lực, cũng không có cách nào tăng phúc, nhưng hắn tinh luyện nguyên lực tốc độ lại nhanh gấp 5 lần. Nơi này đến cùng là địa phương nào vì sao có như thế nồng đậm thiên địa nguyên lực. Linh thú Sơn học viện tĩnh tu thất tốc độ tu luyện mới là gấp 3, phải biết nơi đó thế nhưng là đại lục tam đại học viện một trong A. Bên trong đại điện này thiên địa linh khí lại so trong học viện tĩnh tu thất còn muốn nồng đậm, có thể thấy được nơi này tụ linh đại trận mạnh ngoại hạng. Mặc kệ, trước tu luyện chữa thương đi, Giang giật khu trừ trong đầu tập niệm, tính tâm tu luyện, nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực, chờ hắc sắc nguyên lực tinh luyện đầy về sau, lại triệu tập đi tăng phúc dược lực, vận chuyển nguyên lực phối hợp dược lực chữa thương. Sau một canh giờ, Giang giật mở mắt, thương thế miễn cưỡng khôi phục một chút, hắn cũng không ngồi yên nữa, chuẩn bị tìm kiếm đường ra. Chỉ là, để Giang giật tuyệt vọng là, hắn ở trong đại điện dạo qua một vòng, còn lợi dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, tìm kiếm khắp nơi cơ quan. Nhưng dòng dã tìm một canh giờ, lại phát hiện đại điện bên trong cái gì cũng không có, nơi này chính là một vùng đất chết, một cái toàn bộ phong bế lao tù. Không ra được, Giang giật ngơ ngác ngồi tại lạnh bốt mặt đất, mờ mịt nhìn qua trống giống đại điện, thật vất vả chạy trốn chết một lần, lại tiến vào một cái tự nhiên trong phần mộ, cho hắn hy vọng nhưng lại để hắn tuyệt vọng. Không biết tô như tuyết thế nào, Giang giật bắt đầu suy nghĩ miên man, Nghĩ đến trong đầu mơ hồ hình tượng, Tô Như Tuyết ngã trên mặt đất cả người đều co do co rút, một tấm gương mặt xinh đẹp đau đến vặn vẹo, nội tâm của hắn giống như đau cắt. Mấy tháng này ở chung, Tô Như Tuyết tại giang giật trong lòng đã không phải là một cái đạo sư, ngược lại có chút cùng loại tỷ tỷ, bằng hữu. Nhất là Tô Như Tuyết biết rõ cùng theo vào sẽ chết, vẫn là cố chấp theo vào đến, để giang giật cảm động đến không biết báo đáp thế nào. Hắn từ nhỏ chịu đủ khi nhục, ngoại trừ giang vân hải giang tiểu nô chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy qua vẫn là một cái khác phái một cái thân phận tôn quý nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ ta không thể từ bỏ tôi như tuyết vẫn chờ ta đi cứu nàng đâu ta làm sao lại như thế nhận mệnh giang giật một lần nữa tỉnh lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ quan ra ngoài hắn nhanh chóng ở trong đại điện đổi tới đổi lui dùng nắm đấm tại mỗi một chỗ địa phương đánh ý đồ đụng chạm cơ quan mở ra cấm chế nhưng mà giang giật lần nữa tìm một canh giờ gần như đem đại điện bên trong mỗi một chỗ địa phương đều tìm khắp cả, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường, chớ nói chi là tìm tới cơ quan. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía ngay phía trước trên vách đá bộ kia trên phù điêu, nhân vật này phù điêu hắn một mực không dám đụng vào sờ, sợ phía trên có cấm chế cường đại, trực tiếp chém giết hắn, giờ phút này hắn lại không cố được nhiều như vậy. Hắn đứng tại phù điêu phía trước mấy trượng, chịu lấy kia phù điêu trên thân tán phát uy áp mạnh mẽ, cẩn thận quan sát rất nhanh hắn phát hiện một tia chỗ khác thường nhân vật kia phù điêu hai con người cũng không phải là thạch đầu ngược lại giống như là hai viên khảm nạm đi lên bảo thạch liều mạng giang giật cắn giang phóng người lên con hai tay hướng cái này phù điêu hai mắt điểm tới ông tại giang giật hai tay đụng chạm này đôi đôi mắt thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến một cố cường đại uy áp đột nhiên theo trên phù điêu phóng xuất ra đem giang giật thân thể trực tiếp phản chấn ra ngoài mấy trăm trượng trùng điệp đâm vào một cái đồ đằng trụ bên trên Giang giật đứng lên há mồm tự phun ra một ngụm máu, thương thế của hắn vốn là không có tốt, giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, hắn không có đi cố kỵ vết thương trên người, con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm kia phù điêu, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác xúc động trên phù điêu cấm chế, nhưng ngoại trừ cấm chế vận dụng lực lượng đem hắn đánh bay bên ngoài, đại điện bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là một cái tử lao. Hắn nhìn một trận, xác định không có bất kỳ biến hóa nào, thất vọng ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực, chuẩn bị dùng để tăng phúc đan dược dược lực. Đang tập trung hắc sắc nguyên lực thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, kinh hô lên, đúng rồi, hắc sắc nguyên lực. Đã hắc sắc nguyên lực có thể cải biến tuyệt sát cấm chế, nói như vậy bất định cũng có thể xúc động cái này phù điêu trên ánh mắt cấm chế. Uống, nghĩ đến tự làm, giang giật không để ý tới thương thế trên người, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà lên, Vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi trong lòng bàn tay, đột nhiên đối trên phủ điêu con mắt vỗ tới. ầm, um, một cỗ cường đại uy áp lần nữa theo trên phủ điêu phóng xuất ra, giang giật thân thể lên tiếng bay rất ra ngoài. Ôi, giang giật trên mặt đất lăn lộn vài vòng, khàn giọng khuyết miệng bò lên, ánh mắt trước tiên hướng phủ điêu nhìn lại. Cái này xem xét trên mặt của hắn lập tức cuồng hỉ vô cùng, kia phủ điêu con mắt vậy mà tại giờ khắc này phát sáng lên, tiếp lấy toàn bộ phủ điêu đều phát sáng lên, kia quang mang chói mắt như chính như dương quang để giang giật cả người đều run rẩy. Cắt cắt chương 120, trí bảo, ông, phù điêu càng ngày càng sáng, bày ra giang giật con mắt đều không mở ra được, hắn dùng tay ngăn cản thoáng cái, chờ chỉ chốc lát quang mang dần dần yếu đi mới lập tức hướng phù điêu nhìn lại, xem xét phía dưới trên mặt hắn càng là trong bụng nở hoa. Phù điêu vẫn là phù điêu, không có bất kỳ biến hóa nào, khác biệt duy nhất chính là, dưới phù điêu mặt xuất hiện một đạo môn, mặc dù môn này là quan bế, nhưng giang giật lại thấy được hy vọng hắn không có mạo muội đi đẩy ra kia đạo môn ngược lại ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện chữa thương trong môn ai cũng không biết có cái gì hắn nhất định phải để thân thể khôi phục một chút để tùy thời có thể ứng phó nguy hiểm không biết lần này giang giật dòng giã chữa thương hai canh giờ tiêu hao trên người sở hữu địa giai thuốc chữa thương đem thân thể khôi phục bảy tám phần mới đứng lên hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng đại môn kia đi đến cắn răng dùng sức hướng trên cửa chính đẩy đại môn không nhúc nhích tí nào hắn lại vận chuyển nguyên lực đối đại môn đột nhiên đập tới. Oanh, đại môn một tiếng nổ vang, vẫn là không nhúc nhích, thậm chí một mảnh thanh thạch đều không có rơi xuống, phía trên không có một tia vết tích. Hắc sắc nguyên lực, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, điều tập một tia hắc sắc nguyên lực, lần này chậm rãi hướng đại môn vô tới, ngay tại hắc sắc nguyên lực cùng đại môn tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ đại môn đều phát sáng lên, chậm rãi hướng bên trong mở ra. Hưu, Giang giật thân thể lại lập tức lui nhanh, hắn cảm giác được một cỗ cường đại uy áp một cỗ để linh hồn hắn đều run rẩy lên uy áp tựa như bên trong có một vị cường giả trí tôn hoặc là một cái trí tôn yêu vương bên trong một mảnh im ắng sang giật xuyên thấu qua đại môn hướng bên trong nhìn lại nhìn thấy bên trong đồng dạng là một cái đại điện từ góc độ này nhìn lại ngoại chứ có thể nhìn thấy mấy cây đồ đằng trụ bên ngoài cái gì cũng không có kiêu uy áp là ai phát ra chẳng lẽ bên trong có người sống sang giật đôi mắt lấp lóe tinh tế cảm ứng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, ngược lại có một tia nhàn nhạt người chết khí tức. Liều mạng, chờ dây lát, Giang giật cắn răng một cái không thèm đếm xỉa, dù sao không đi ra cái này quỷ dị đại điện hắn cũng là đường chết một đầu, giống như đi vào bị giết hắn cũng nhận mệnh. Hắn chậm rãi hướng trong cửa đá đi đến, rất nhanh xuyên qua cửa đá, đã tới một cái bên trong cung điện nhỏ, tại hắn mới vừa tiến vào tiểu điện thời điểm, phía sau cửa đá đột nhiên vô thanh vô tức quan bế, đem Giang giật giật nảy mình. À, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, ánh mắt lại xem bỏ ra, liếc nhìn lại một mảnh châu quang bảo khí, khắp nơi đều là lóe sáng bày ra đồ vật, Giang Dật tựa như tiến vào trên thế giới lớn nhất phòng bảo tàng. Bất quá Giang Dật ánh mắt không có dừng lại tại cả điện bảo vật bên trong, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khóa chặt phía trước một bộ bạch ngọc giường lớn, bởi vì trên giường ngồi xếp bằng một người, kia vô cùng kinh khủng khí tức liền là từ trên người hắn phát ra. Không đúng, Giang Dật tinh tế xem xét, lập tức phát hiện không đúng người kia mặc dù đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng, toàn thân cũng bao phủ tại một thân trường bào màu vàng óng bên trong, nhưng Giang giật vẫn là phát hiện hắn một cái trần trụi bên ngoài tay, cái tay kia. Đã biến thành hài cốt, đây là một người chết, đã bị phong hóa thi thể, biến thành hài cốt người chết. Tê tê, Giang giật hít vào mấy cái hơi lạnh, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào đều biến thành một cỗ hài cốt, vẫn còn có như thế kinh khủng uy áp, để hắn hô hấp đều khó khăn. Chết đi cường giả đại điện cấm chế phủ điêu. Giang giật đôi mắt lấp lóe vài vòng, rất nhanh có loại minh ngộ, hắn tự hồ đoán được hắn ở đâu, cũng biết người trước mắt này thân phận. Vạn Long Thiên Quân, hắn hẳn là bị cấm chế truyền tống vào chân chính Thiên Quân trong mộ, cũng chính là giữa không trung đột nhiên thoáng hiện tòa kia Hoàng Kim Bảo Tháp bên trong. Tuyệt sát cấm chế vì sao biến thành truyền tống cấm chế, còn đem hắn truyền tống vào chân chính Thiên Quân trong mộ Giang giật không được biết. Hắn giờ phút này ngược lại là toàn thân buông lỏng, chỉ ít trước mắt hắn là an toàn, mà lại hắn tựa hồ còn tiến vào bảo sơn bên trong. Giang giật dừng một chút, không có mạo muội đi động những cái kia bảo vật, mà là cung kính không người hành lễ, cho trên giường cô kia hải cốt cúc cúi đầu ba cái, lúc này mới nói ra tiền bối, tại hạ Giang giật, ta vô ý mạo phạm ngài di thể, mong rằng thứ tội. Giang giật lại nhìn hải cốt một trận, lúc này mới hướng bốn phía quét tới. Cái này tựa hồ là vạn long thiên quân phòng ngủ bên trong trên vách tường treo đầy đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật, có to lớn cổ kiếm, Ông ánh sáng long lanh ngọc như ý, cổ hương cổ sắc ngọc cầm, kim quang lấp lánh chiến đao. Nhiều đến giang giật đều đếm không hết, hắn đại khái tính toán dưới, trong này bảo vật ít nhất đều có 100 kiện trở lên. Những này là linh khí, vẫn là thiên khí, hay là trong truyền thuyết. Thánh khí, giang giật ầm ầm tâm động, vạn long thiên quân thế nhưng là mấy vạn năm trước cường giả vô địch, hắn thích nhất bảo vật, gần như đem đại lục trí bảo vơ vét không còn gì. Mà Giang giật giờ phút này ngay tại phòng ngủ của hắn, trong phòng ngủ trưng bày bảo vật vậy khẳng định là vạn long thiên quân coi trọng nhất, kia nhất định phải là trí bảo. Nhân loại thích bảo vật, đây là bản năng trời sinh, tựa như long tộc thích tỏa sáng đồ vật. Mặc dù Giang giật không biết có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng vẫn là không áp chế nổi nội tâm khát vọng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh một tủ sách đi đến, phía trên đặt vào một cái màu xanh bảo kiếm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đi đến bên bàn đọc sách, triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, bốn phía cẩn thận quan sát một lần, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới đưa tay hướng bảo kiếm chộp tới. Không có việc gì, nơi tay đụng chạm bảo kiếm một khắc này, giang giật lòng đều xoắn. Bất qua bốn phía không có bất kỳ cái gì dị động, để hắn kéo căng thân thể có chút buông lỏng, hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt bảo kiếm, nhưng để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình phát sinh. Hắn giờ phút này chú đỉnh cảnh lục trọng, có được sáu mã chi lực, có thể một tay dơ lên 700 cân cự thạch, nhưng... Hắn lại cầm không nổi một thanh bảo kiếm, tà môn, Giang giật nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, lần nữa bắt lấy bảo kiếm nghĩ nhấc lên, nhưng bảo kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tấm kia làm bằng gỗ bàn đọc sách cũng không có di động một phần. Cấm chế, bảo kiếm này khẳng định cho cấm chế cầm giữ. Đúng rồi, hắc sắc nguyên lực, Giang giật nhanh chóng triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn tay, lần nữa hướng bảo kiếm chộp tới, chỉ là bảo kiếm vẫn như cũ gắt gao đính vào trên bàn sách, Giang giật căn bản không thể di động nửa phần. Thử một chút cái này ngọc cầm, Giang giật xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh trên vách đá treo một cái ngọc cầm bên trên, hai tay của hắn hướng ngọc cầm chụp tới, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, kia ngọc cầm tựa như cùng vách đá hợp thành một thể, căn bản lấy không xuống. Giang giật nổi nóng, vận chuyển nguyên lực đối ngọc cầm đột nhiên đập tới. Ông, ngọc cầm bên trên đột nhiên sáng lên bạch quang, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, đem giang giật phản chấn ra ngoài mấy trượng xa. Giang giật đoán không sai, bảo vật này bên trên quả nhiên có cấm chế giam cầm, các loại ngọc cầm bên trên quang mang yếu đi, Giang giật lần nữa nhanh chóng chạy đi, đưa tay bắt lấy dùng sức kéo một cái, kết quả giống nhau lấy không dưới ngọc cầm. Thử một chút cái khác bảo vật, Giang giật không tin vào ma quỷ, bắt đầu bốn phía đi dạo, đem thiền điện bên trong sở hữu bảo vật đều thử một lần, kết cục rất bi thảm Giang giật tiến vào một cái bảo sơn bên trong, lại một kiện bảo vật cũng không động được. Không đúng, lúc đầu có chút huệ hoài Giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Hắn tiến cái này thiền điện tựu bị cố kia hài cốt cùng cả phòng bảo vật hấp dẫn, lại quên một kiện chuyện trọng yếu nhất. Tựa hồ, cái này thiền điện cùng vừa rồi cung điện kia cũng giống nhau như đúc cũng là một cái phòng bế chết không gian, hắn theo một cái lồng giam bên trong tiến vào một cái khác lồng giam, lại nghĩ đến bên trong bảo vật, nếu là ra không được bảo vật đều tới tay thì có ích lợi gì? Chương 121, vô danh thần công tầng thứ 2. Giang giật lay động một cái đầu, ép buộc chính mình để tỉnh táo lại ánh mắt của hắn không còn đi xem những cái kia mê người bảo vật, mà là bốn phía dò xét, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Chỉ là, cái này thiền điện cùng vừa rồi cung điện kia giống nhau như đúc, không có đại môn, không có cửa sổ, ngoại trừ đằng sau kia phiến đại môn bên ngoài, cái gì cũng không có. Giang giật lại đứng lên bắt đầu tìm kiếm hành trình, đem toàn bộ tiểu điện cẩn thận tìm tòi mấy lần, lần này hắn vận khí rõ ràng rất kém cỏi, dòng dã tìm hơn một canh giờ, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Vạn Long Thiên Quân, hắn đưa ánh mắt về phía ngồi tại giường ngọc bên trên cố kia hài cốt, toàn bộ tiểu điện đều tìm khắp cả, chỉ có tấm kia giường lớn không có giỏ xét qua. Tiền bối, mạo phạm, Giang giật chịu lấy kia hài cốt bên trên to lớn uy áp, chậm rãi hướng giường ngọc đi đến, con mắt tại giường ngọc bên trên mỗi một chỗ địa phương tinh tế giỏ xét. Cái này màu vàng sáng áo bảo xem ra là một kiện bảo vật A, thi thể đều phong hóa, áo bảo còn không mục nát. Nhìn xem hài cốt bên trên vàng óng áo bào, Giang giật âm thầm nghĩ tới, không bằng hắn ngược lại là không dám làm ra khinh nhờn thi thể cử động, mà lại cái này thân áo bảo cùng các nước chư hầu quốc chủ Mạc Long bảo quá giống, coi như cho Giang giật cũng không dám mặc A. À. A, à, đột nhiên, Giang giật đôi mắt sáng lên, hắn tại hài cốt phía dưới thấy được một cái bạch ngọc cái bình, còn có một cái hộp ngọc. Đây cũng là cái này vạn long thiên quân trước khi chết đặt ở thứ ở trên thân, bởi vì thân thể phong hóa, sở dĩ bình ngọc cùng hộp ngọc đều rơi xuống tại giường ngọc bên trên cực phẩm đan dược và trí bảo, cái này nếu là trên người hắn, vậy sẽ không có cấm chế giam cầm A. Giang giật tim đập thình thịch, như thế cường giả tuyệt thế trên người đan dược tuyệt không có khả năng là phổ thông địa giai đan dược, hẳn là ít nhất là thiên giai, thậm chí thánh giai đan dược. Những bảo vật khác hắn đều đặt ở trong phòng ngủ, chỉ có cái này hộp ngọc đặt ở trên thân, vậy cái này bảo vật giá trị khẳng định vượt qua trong phòng ngủ sở hữu bảo vật. Thử một chút, Giang giật cắn răng rũi ra một cái tay dò xét đi vào, như thiểm điện bắt lấy bình ngọc cùng hộp ngọc rút trở về. Lần này hắn vận khí rất không tệ, kia bình ngọc cùng hộp ngọc quả nhiên không có bất kỳ cái gì cấm chế giam cầm, nhẹ nhõm bị hắn vào tay tay. Hưu, Giang giật cấp tốc lui nhanh, ngồi tại góc tường lúc này mới kích động nắm lên bình ngọc cùng hộp ngọc, lặp đi lặp lại quan sát. Đồ tốt, đồ tốt a. Giang giật thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không cần nhìn đồ vật bên trong, tự xem cái bình này cùng hộp ngọc liền biết là bảo vật, bình ngọc óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối hoàn mỹ bảo ngọc, hộp ngọc phía trên thì khắc lấy cổ phác mà thần bí hoa văn, hai kiện đồ vật nhập thủ ấm trơn trượt, coi như mù lòa đều biết là đồ tốt, Giang giật đoán chừng đem cái bình này cùng hộp xuất ra đi đấu giá tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Nhìn xem bên trong có cái gì, Giang giật dùng sức mở ra nắp bình ngọc, đang đánh khai nắp bình một khắc này, cả người hắn đều run rẩy một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát theo trong bình lan tràn ra kia cỗ mùi thơm để giang giật từ đầu thoải mái đến chân cảm giác trong ngày mùa đông nhảy vào suối nước nóng dễ chịu Đồ tốt, Giang giật nhìn lướt qua trong bình, nhìn thấy hai cái vàng óng ánh đan dược về sau, lập tức cuồng hỉ. Đan dược này không cần giám định, tuyệt đối là thiên giai trở lên đan dược, Giang giật trên thân tựu có địa nguyên đan, cảm giác cùng đan dược này cách biệt quá xa quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thu lại, Giang giật đem bình ngọc ném vào trong ngực, loại này cực phẩm đan dược hắn cũng không dám lung tung nuốt, vạn nhất dược lực quá mạnh một cái không tốt không nói kinh mạch bạo liệt, coi như tẩu hỏa nhập ma hắn cũng xong rồi. Chí bảo, Giang giật nuốt một miếng nước bọt, đưa ánh mắt về phía một cái tay khác bên trên hộp ngọc bên trên, quan sát một trận. Lúc này mới từ từ mở ra hộp ngọc. Đây là cái gì? Kết quả để Giang giật có chút thất vọng. Trong hộp ngọc hoàn toàn chính xác có bảo vật, bất quá là một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu này cùng lệ chi kích cỡ tương đương, cũng không có tản mát ra trong phòng ngủ còn lại trí bảo lóe sáng quang mang. Ngược lại nhìn tựa như một viên phổ phổ thông thông màu đỏ thạch đầu. Không có đạo lý a. À. Giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn, bảo vật đều có sáng bóng coi như cấp thấp nhất bảo khí, cũng có quang mang nhàn nhạt, nhạt lấp lánh, một khi nguyên lực quán chú sau lại phát ra dạng rỡ thần quang, giống như đặt ở trong phòng ngủ trí bảo càng là không cần nguyên lực quán chú đều thần quang lập lòe, cái này hạt châu màu đỏ bị vạn long thiên quân tùy thân mang theo không có khả năng phàm vật A. À. Hắn kinh nghi nắm lên hạt châu màu đỏ, mà liền tại tay của hắn cùng hạt châu đụng chạm trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giật trong đan điền cất giữ mấy sợi hắc sắc nguyên lực, càng lại lần không bị khống chế điên cuồng hướng bàn tay vào tới, trong nháy mắt tiến vào cái này hạt trâu màu đỏ bên trong. a à, Giang giật sửng sốt một chút, lập tức như gặp quỷ đem cái này hạt trâu màu đỏ ném ra ngoài. Hắn trong đôi mắt đều là kinh dị, nhìn vài lần lăn trên mặt đất động hạt châu, hắn nhanh chóng nhắm mắt nội thị đan điền, quả nhiên phát hiện trong đan điền hắc sắc nguyên lực biến mất không còn một mảnh. Cái này, hạt trâu này chẳng lẽ là tà vật có thể tự động hấp thu của ta hắc sắc nguyên lực. Giang giật bị hù dọa, loại này không bị khống chế tình huống nhất là để cho người ta hoảng sợ mới vừa rồi là hấp thu hắc sắc nguyên lực. đợi lát nữa nếu là hấp thu màu lam nguyên lực làm sao bây giờ vãn nhất nếu là màu lam nguyên lực cũng mất, bắt đầu hấp thu trong thân thể của hắn huyết dịch. hắn không phải ngòm cù tỏi. hạt châu màu đỏ hấp thu bảy tám tia hắc sắc nguyên lực vẫn không có nửa điểm biến ảo, như một viên phổ thông thạch đầu an tĩnh nằm trong góc. giang giật ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, lần nữa đem nó kiểm. để giang giật an tâm là hạt châu màu đỏ cũng không có hấp thu trong thân thể của hắn màu lam nguyên lực cũng không có hấp thu huyết nhục của hắn, hắn còn nếm thử dùng màu lam nguyên lực bao khỏa hạt châu, kết quả hạt châu kia không có nửa điểm dị động, tựa như một viên tử vật. Lại cho nó hấp thu điểm hắc sắc nguyên lực, Giang giật suy nghĩ một trận, trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, hạt châu này khẳng định là bảo vật, bất quá Giang giật không hiểu làm sao sử dụng thôi. Giống như tiếp tục cho nó hấp thu ta hắc sắc nguyên lực, nói không chừng có thể luyện hóa hoặc là phát sinh dị biến. Nghĩ đến tự làm, dù sao nơi này thiên địa nguyên lực nồng đậm dọa người, để luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực không cần quá lâu. Giang giật đem hạt châu để ở một bên, nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, chờ tu luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực, hắn cầm lấy hạt châu, trong đan điền hắc sắc nguyên lực quả nhiên không bị khống chế hướng hạt châu màu đỏ rũng mãnh lao tới, thoáng cái biến mất không còn một mảnh. Chỉ là, cái này hạt châu màu đỏ lần nữa hấp thu 10 tia hắc sắc nguyên lực, vẫn là không có bất luận cái gì biến ảo, Giang giật một phát hoành, tiếp tục bắt đầu điên cuồng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hạt châu này có thể hấp thu bao nhiêu. 10 tia, 20 tia, 50 tia, 100 tia, ông, các loại hạt châu màu đỏ hấp thu dòng giá 100 tia hắc sắc nguyên lực về sau, rốt cục bắt đầu xuất hiện biến ảo, toàn bộ hạt châu tản mát ra chói mắt hồng quang, hạt châu mặt ngoài ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ long văn ở bên trong lưu động, vô cùng thần kỳ. Bất quá, sang dật giờ phút này căn bản không nhìn thấy cái này long văn, bởi vì đầu của hắn tại thời khắc này oanh một tiếng, tựa hồ nổ tung, linh hồn của hắn giờ khắc này cũng tựa như bị xé nứt, cả người đau đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mặc dù trên mặt hắn bởi vì thống khổ trở nên vặn vẹo, nhưng hắn trong con ngươi nhưng đều là chấn kinh cùng nghi hoặc, bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện gần trăm cái màu đen chữ tiểu truyện kiểu chữ, những cái kia chữ tiểu truyện chữ như từng cái khoa đầu, vui sướng xoay tròn, xoay chuyển, du tẩu ở trong đầu hắn. Đạo chi tinh túy, võ chi nguyên phách, nghi pháp thiên nghĩa, pháp tướng hiền hòa giang giật cố nén thống khổ mặc niệm lấy trong đầu kiểu chữ đôi mắt của hắn rất nhanh phát sáng lên hoảng sợ nói đây đây là vô danh thần công tầng thứ hai khẩu quyết hắn tại thiên võ thành bị giang như hổ đánh hôn mê về sau đã thức tỉnh một bộ vô danh công pháp bất quá kia công pháp chỉ có chút hít vài câu rõ ràng chỉ là tầng thứ nhất khẩu quyết giờ phút này bởi vì này hỏa hồng sắc hạt châu trong đầu xuất hiện lần nữa vài câu khẩu quyết mà lại cùng trước mặt khẩu quyết rõ ràng vẫn là ăn khớp không cần phải nói khẳng định là tầng thứ hai khẩu quyết. chương 122, chạy thoát, vô danh công pháp rất cường đại, theo công pháp này để luyện ra hắc sắc nguyên lực đó có thể thấy được, hắc sắc nguyên lực bá đạo giang giật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giờ phút này đã xuất hiện tầng thứ hai khẩu quyết hắn tự nhiên mừng rỡ như điên. Đợi gần nửa canh giờ, trong đầu đau đớn rốt cuộc tiêu trừ, giang giật ngồi dậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thở ra một hơi thật dài. Hắn nhắm mắt mặc niệm mấy lần khẩu quyết, cái gì cũng không để ý ngồi xếp bằng cảm ngộ. Hắn có loại dự cảm, khẩu quyết này cảm ngộ về sau, tuyệt đối sẽ để thực lực của hắn có biến hóa long trời lở đất. Cái này một lĩnh hội, tự dòng đã tìm hiểu ba canh giờ, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trên mặt hắn cũng rất là thất vọng, đoạn này khẩu quyết đã tìm hiểu, nhưng hắn cảm giác lại cũng không là phụ trợ tu luyện khẩu quyết, không để cho hắc sắc nguyên lực gia tăng tốc độ cùng uy lực, tựa hồ liền là một đoạn đơn giản khẩu quyết. Bình thường khẩu quyết, tỷ như Giang Thủy quyết tự có 3 tầng khẩu quyết, tu luyện tới tầng thứ hai, tốc độ so tầng thứ nhất nhanh hơn gấp đôi, tầng thứ ba so tầng thứ hai uy lực gia tăng gấp đôi, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Mặc kệ, trước tinh luyện thoáng cái thử một chút, Giang giật trầm ngâm một phen quyết định thử một chút, hắn ngồi xếp bằng vận chuyển vô danh công pháp nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Cái này vừa tu luyện hắn càng thêm thất vọng, bởi vì tinh luyện hắc sắc nguyên lực tốc độ cùng trước kia không có khác nhau, để luyện ra hắc sắc nguyên lực cùng nguyên lai giống nhau như đúc, hiển nhiên uy lực không có gia tăng. Không đúng, Giang giật bởi vì trong lòng có việc phân tâm, sở dĩ tinh luyện đầy 10 tia hắc sắc nguyên lực sau không có dừng lại, chờ hắn phát giác được không sai biệt lắm chuẩn bị dừng lại lúc, lại phát hiện hắc sắc nguyên lực số lượng đạt tới 11 tia. 8, 9, 10, 11, thật là 11 tia, chẳng lẽ cái này vô danh công pháp khẩu quyết tầng thứ hai là gia tăng hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất. Giang giật chấn động trong lòng, vội vàng tiếp tục nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực, theo từng sợi hắc sắc nguyên lực tại trong đan điền như suối nước toát ra, giang giật cả người đều run rẩy lên. Hắc sắc nguyên lực bá đạo như vậy, vẻn vẹn dung hợp một tia vào màu lam nguyên lực bên trong, uy lực tổ tăng phúc gấp 2 3 lần, nếu là toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực phóng thích công kích, cái kia uy lực nên có bao nhiêu cường đại giang giật không dám tưởng tượng, giờ phút này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bận rộn liều mạng tu luyện bên trong. Tu luyện một trận, hắc sắc nguyên lực đã đạt đến mấy chục tia, giang giật ngừng lại hắn ghét bỏ tốc độ tu luyện quá chậm, nuốt một viên địa nguyên đan dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực về sau, hắn lần nữa bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Bên trong tòa đại điện này tốc độ tu luyện vốn chính là phía ngoài gấp 5 lần, giờ phút này dùng hắc sắc nguyên lực cùng địa nguyên đan tăng phúc về sau, giang giật tốc độ tu luyện cùng như bay, rất nhanh hắc sắc nguyên lực tụ đạt đến mấy trăm tia. 500 tia, 700 tia, 900 tia, 1000 tia. Cuối cùng hắc sắc nguyên lực đạt tới 1000 tia về sau, vô luận giang giật làm sao tinh luyện cũng sẽ không tiếp tục sinh ra hắc sắc nguyên lực. Giang giật cũng đình chỉ tu luyện, trong ánh mắt của hắn đều là nóng rực, trong con người đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên mở miệng lẩm bẩm nói, Giang nghịch lưu, người tốt nhất cầu nguyện đừng để ta ra ngoài, nếu không ta nhất định phải giết sạch ngươi mang sở hữu thiết huyết vệ. Hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất gia tăng, cho Giang giật cường đại lòng tin. Giống như hắn cái này cấp bậc võ giả, mỗi lần công kích đều cần tiêu hao 100 tia tả hữu nguyên lực. Giang giật trên người hắc sắc nguyên lực mặc dù cũng không phải là quá nhiều, nhưng có thể cũng đầy đủ hắn toàn lực phóng thích 10 lần bạo nguyên trường. Toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực thả ra bạo nguyên trưởng uy lực lớn bao nhiêu giang giật không biết, nhưng ít ra đánh giết tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh nên vấn đề không lớn. Lại phối hợp hắn sát lục chân ý, hắn thật đúng là rất có thể đổ sát giang nghịch lưu mang vài trăm người. Chỉ là, hắn có thể ra ngoài sao? Ai, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi, ra không được coi như thực lực của ta nghịch thiên cũng chỉ có thể vây chết tại đây. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa hắc sắc nguyên lực sửa tình, mà là đem ánh mắt dừng lại trên mặt đất hạt châu màu đỏ bên trên. Cái này hạt châu màu đỏ quá kỳ quái, có thể hấp thu hắn hắc sắc nguyên lực, mới vừa rồi còn phóng xuất ra lúc thì đỏ hết, để hắn đã thức tỉnh vô danh thần công tầng thứ hai khẩu quyết. Giờ phút này cũng ăn tĩnh nằm trên mặt đất, phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, một đầu nhàn nhạt, nhạt long văn ở bên trong lưu truyền, quang trạch rõ ràng cùng trong phòng ngủ còn lại trí bảo không sai biệt lắm. Bất quá giờ khắc này, Giang giật ngược lại là có chút trần chờ hắn tu luyện mấy canh giờ, hắc sắc nguyên lực tích lũy một ngàn tia, vạn nhất lần nữa nắm lên cái này hạt trâu màu đỏ, hắc sắc nguyên lực lại toàn bộ bị hấp thu làm sao bây giờ. Mặc kệ, hắn cắn răng hướng hạt trâu màu đỏ nắm lên, lần này hạt trâu màu đỏ cũng không có hấp thu trên người hắn hắc sắc nguyên lực, để hắn toàn thân dễ dàng hơn. Hạt trâu này có làm được cái gì, hắn cầm hạt châu lặp đi lặp lại quan sát, nhìn xem phía trên tựa như một đầu sống long du tẩu long văn, cảm giác rất là ngạc nhiên, hắn không hiểu cảm giác hạt châu này rất nghiêu bức, nhưng lại không biết làm sao sử dụng. trầm ngâm một phen, hắn điều tập mấy sợi hắc sắc nguyên lực thẩm thấu đến lòng bàn tay, chậm rãi bao khỏa cái này hạt châu màu đỏ. Đã hạt châu này có thể hấp thu hắc sắc nguyên lực, như vậy dùng hắc sắc nguyên lực bao lũng khẳng định có tác dụng. Quả nhiên, tại hắc sắc nguyên lực bao lũng hạt châu màu đỏ lúc, hạt châu kia lần nữa sáng lên, giang giật linh hồn cũng đi theo run lên, giờ khắc này. Hắn tựa hồ cùng hạt châu này huyết nhục tương liên, hạt châu này biến thành một phần của thân thể hắn. Thật thần kỳ, hạt châu này bị ta luyện hóa, giang giật âm thầm sợ hãi thán phục, trong truyền thuyết trí bảo có thể nhận chủ, nhận chủ xong cùng chủ nhân tâm niệm nghĩ thông suốt, giang giật không biết hạt châu này là cấp bậc cấp bậc bảo vật, nhưng đã có thể nhận chủ, đây tuyệt đối là thiên khí trở lên trí bảo. Tâm hắn niệm khẽ động khóa chặt hạt châu kia, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái kỳ dị không gian. Kia là một cái phương viên mấy chục trượng to lớn không gian, bên trong trống giống cái gì cũng không có, chỉ có dưới mặt đất giống như có một ít vỡ vụn màu đỏ hòn đá nhỏ. Giang giật có chút kinh ngạc, tâm thần khẽ động trước mắt hình tượng lại biến mất. Hắn bốn phía mờ mịt quét qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trong tay hạt châu bên trên, kỳ quái thì thào, chẳng lẽ vừa rồi cái kia kỳ dị không gian là trong hạt châu. Tâm niệm của hắn lại khẽ động, quả nhiên lần nữa nhìn thấy cái kia hỏa hồng không gian, Nhìn thấy trong không gian mấy chục mai màu đỏ mảnh vụn thạch đầu. Đây chẳng lẽ là cổ thần nguyên giới tương tự không gian thần khí? Giang giật nhớ tới kia Triệu đạo sư cùng Giang Nghịch Lưu trong tay giới chỉ, Tiền Vạn quán nói cổ thần nguyên trong nhẫn có một cái kỳ dị không gian, có thể chứa đựng đại lượng đồ vật. Hạt châu này bên trong cũng có một cái kỳ dị không gian, bất quá bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một ít toái thạch đầu. Thử một chút, Giang giật lần nữa khóa chặt cái kia hạt châu màu đỏ lần này tâm niệm của hắn trực tiếp tiến vào cái kia kỳ dị trong không gian, khóa chặt bên trong một viên màu đỏ tiểu thạch đầu. ông hạt châu màu đỏ quang mang lóe lên, bên trong một viên màu đỏ tiểu thạch đầu lại đột một ra giang giật phía trước không trung, mà tại tiểu thạch đầu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bên trong cung điện nhỏ đều trở nên dị thường nóng rực, màu đỏ tiểu thạch đầu phụ cận không khí đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. a à, giang giật trong khoảnh khắc đó cảm giác toàn thân nóng chết người, tựa hồ cũng muốn bị đốt cháy hắn hoảng sợ nhìn qua viên kia màu đỏ thạch đầu, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng trong tay hạt châu đột nhiên truyền đến một cỗ mát mẻ lạnh ý, để thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Loảng xoảng, màu đỏ tiểu thạch đầu rớt xuống đất, để Giang Giật càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh trên tảng đá đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, kia hỏa diễm thành màu xanh, lại nhanh chóng đem mặt đất thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Nơi này là chỗ nào? Đây chính là chân chính thiên quân mộ A, Giang Giật không biết mặt đất phiến đá là tài liệu gì, nhưng hắn biết rõ đất này bánh mì quát bốn bề vách đá đều có cường đại cấm chế. Hắn vừa rồi tiểu thí nghiệm một lần, toàn lực hướng mặt đất đập một trường, đất này mặt đều không có một tia chấn động, chứ nói chi là đem bàn đá xanh thẻ rách ra. Mà giờ khắc này, này hỏa hồng sắc tiểu thạch trên đầu xuất hiện hỏa diễm, có thể đơn giản đem mặt đất đốt mặc kia hỏa diễm có thể coi thường trên mặt đất cấm chế sao. Đốt mặt mặt đất, giang giật thân thể đột nhiên run lên, trong đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, cái này màu đỏ thạch đầu đã có thể đốt mặc mặt đất, đây không phải là đại biểu. Hắn có thể đem cái này thiên quân mộ địa mặt phá không một cái lỗ hồng, từ đó chạy thoát. chương 123, bán thân bất loại, suy suy, mặt đất tiểu thạch đầu còn tại thoát ra hỏa diễm, tiếp tục hướng phía dưới thiêu đốt mà đi, phàm là màu xanh hỏa diễm những nơi đi qua, phía dưới thạch đầu bạch quang lấp lánh không ngừng, lại không ngừng bị đốt thành hư vô, có thể thấy được cái này hỏa diễm kinh khủng đến cực điểm. Chọn vẹn người mấy hơi thở thời gian, Tiểu Thạch trên đầu hỏa diễm rốt cục chậm rãi biến mất, kia Tiểu Thạch đầu cũng thay đổi thành bột mịn, mà mặt đất ròng dã bị đốt cháy ra một cái đầu thô, năm sáu thước sâu lỗ nhỏ. Thật là lợi hại, Giang Giật thấy nội tâm chấn động không thôi, giống như không phải hạt châu màu đỏ truyền đến một cỗ không hiểu năng lực, để toàn thân hắn trở nên mát mẻ xuống tới, sợ là hắn sẽ bị cái này nóng dực khí tức thiêu đốt thành bột mịn a. À. Đây quả nhiên là cái cùng loại cổ thần nguyên giới không gian thần khí cũng không biết bên trong màu đỏ thạch đầu là bảo vật gì lại có như thế lớn uy lực liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc. Giang giật sửng sốt thật lâu, nội tâm còn khuấy động khó bình, nhìn qua phía dưới cái hang nhỏ kia, hắn tựa như thấy được thiên sứ tại cùng hắn mỉm cười. Giống như hắn không có đoán sai, cái này thiên quân mộ tuyệt đối liền là lơ lửng giữa không trung kim sắc bảo tháp, mà giống như hắn có thể đem đất này mặt đốt mặc lời nói, hắn đem có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Ừm, hạt châu này vậy mà có thể nhận chủ, còn có thể tự động truyền lại năng lượng hộ chủ, như thế có linh khí, về sau tự gọi nó hỏa linh châu đi. Còn như bên trong những cái kia kinh khủng tiểu thạch đầu, tự gọi nó hỏa linh thạch đi. Giang giật nhẹ gật đầu, đôi mắt sáng lên, tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong tiểu thạch trên đầu, quát khẽ hỏa linh thạch ra. Ông, một viên nho nhỏ hỏa hồng toái thạch đầu lại ra giang giật trước mặt, nương theo lấy thạch đầu xuất hiện, bên trong cung điện nhỏ nhiệt độ không khí lần nữa lên cao, nếu không phải Giang giật tay nắm lấy hỏa linh châu sợ là lại muốn bị thiêu đốt thành phấn vụn. Hỏa linh thạch rất nhanh hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng rơi vào vừa rồi cái hang nhỏ kia bên trong, đụng một cái chạm đất mặt lần nữa phóng xuất ra màu xanh hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt mặt đất cùng cấm chế. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, hỏa linh thạch biến mất, cái hang nhỏ kia lần nữa tăng sâu năm sáu thước. Còn không có mặc lại đến, Giang giật hướng trong lỗ nhỏ nhìn thoáng qua, tiếp tục lấy ra hỏa linh thạch thiêu đốt, kết quả hắn dòng dã tiêu hao bốn cái hỏa linh thạch, cái hang nhỏ kia đã biến thành hơn 20 thước sâu, mặt đất còn không có bị đốt mặc. Chẳng lẽ ta đoán sai ta cũng không phải là ở giữa không trung tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong, đại điện này phía dưới giống như một mực là thạch đầu vậy liền. Hỏa linh châu bên trong hỏa linh thạch cũng không nhiều, giang giật đếm thoáng cái chỉ có hơn 60 mai, giống như mặt đất không phải trống rỗng, hoặc là phía dưới thanh thạch dày đến mấy chục trượng, hắn điểm ấy hỏa linh thạch sợ là không đủ dùng. Thử lại lần nữa, Giang giật con người lấp lóe vài vòng, trầm ngâm một lát, lần nữa lấy ra một viên hỏa linh thạch lọt vào trong lỗ nhỏ. Xuy suy, hỏa linh thạch bên trong màu xanh hỏa diễm đốt cháy cấm chế phát ra thanh âm rất nhỏ, cũng làm cho Giang giật tâm đi theo căng thẳng. Đột nhiên, hỏa linh thạch cấp tốc hướng phía dưới rơi đi, mà Giang giật cũng tin tưởng chỗ theo trong cửa hang thấy được một vệt ánh sáng bẩy ra, người thấy một cỗ tươi mát khí tức, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, kinh hô lên, mặc vào. Giang giật suy đoán hoàn toàn chính xác, thật sự là hắn ở giữa không trung tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong, bất qua cái này bảo tháp giờ phút này là ẩn hình, tất cả mọi người không nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này kia hỏa linh thạch đột nhiên đốt mặc vào bảo tháp dưới đáy theo bay vụt ra, lập tức kinh động đến vô số người, bởi vì cái này hỏa linh thạch toát ra trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ không khí đều lập tức nóng rực lên. Rất nhiều người nhìn thấy giữa không trung đột ngột toát ra một kiện đồ vật còn phun màu xanh hỏa diễm, lập tức toàn bộ sôi trào, chẳng lẽ thiên quân mộ lần nữa bắt đầu bắn ra bảo vật. Cái này mai hỏa linh thạch bởi vì không có tiếp tục đốt cháy cấm chế, bên trong năng lượng tựa hồ tiêu hao tốc độ trở nên chậm thẳng đến nhanh rơi xuống đất, phía trên kia hỏa diễm còn không có biến mất. Uống, phía dưới vừa vặn có một tên tử phủ cảnh võ giả chạy đến, hắn tưởng rằng trí bảo, thân thể mừng như điên bay vọt mà lên. Chỉ là, hắn thân thể vừa mới bay vọt lên tự hối hận, hắn còn rời đi hỏa linh thạch khoảng chừng xa 7-8 trượng, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt để hắn kém chút ngạt thở. Hắn hoảng sợ muốn trốn tránh lái đi, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Toàn thân hắn liền bị động không được nữa, kia hỏa linh thạch hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành hư vô, cặn bã đều không có để lại. Suy suy, hỏa linh thạch tiếp tục rơi xuống, cuối cùng chui vào lòng đất, đem mặt đất đốt ra một vài trường sâu hố nhỏ, chờ phụ cận võ giả chạy đến tìm kiếm lúc, lại cái gì cũng tìm không thấy. rất nhiều người đều đã bị kinh động hướng kề bên này chạy đến. ban đầu một đám người thì bị vây quanh. tại bọn hắn coi là kia bảo vật mang theo kinh khủng hỏa diễm bắn ra, tuyệt đối là thiên khí hoặc là thánh khí. mà đám người này trước hết nhất chạy đến. ngày này khí hoặc là thánh khí tự nhiên bị bọn hắn đạt được. hỗn chiến rất nhanh bạo phát, càng ngày càng nhiều người hướng bên này vào tới. nhìn thấy người phía trước đang chém giết lẫn nhau, tự nhiên muốn a à tại phụ cận người xem, hoặc là gia nhập hỗn chiến. a à, nửa nén hương thời gian về sau, bầu trời đột nhiên lần nữa nóng rực lên, một viên phun màu xanh hỏa diễm vật thể lại từ giữa không trung đột một rơi xuống, mà rất quỷ dị là, người phía dưới một mực không nhìn thấy giữa không trung kim sắc bảo tháp. Chí bảo, vô số người kinh hô lên, có thể phun ra khủng bố như thế hỏa diễm đồ vật, làm sao có thể là phổ thông bảo vật phải biết coi như thiên khí tối đa cũng liền là phía trên quang mang sáng lên một chút mà thôi. Phụ cận người triệt để sôi trào, rất nhiều ẩn núp đi người nhao nhao hướng hỏa linh thạch rơi xuống đất địa điểm dũng mãnh lao tới. Tại hỏa linh thạch cách xa mặt đất còn có 10 trượng lúc, 7-8 tên tử phủ cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà lên, hướng hỏa linh thạch dũng mãnh lao tới. a à, rất nhanh mấy người kia toàn bộ hét thảm lên, mấy người thậm chí không kịp chạy trốn, đã bị nhanh chóng rơi xuống hỏa linh thạch bên trên nhiệt độ cao cho thiêu chết. Kia hỏa linh thạch thẳng tắp rất xuống, cuối cùng đem phía dưới hơn 10 tên võ giả toàn bộ thiêu chết, còn đem ba tên võ giả thân thể đốt thành hư vô. Phía dưới người xem mấy trăm người, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, cứ việc hỏa linh thạch đã rơi vào dưới mặt đất, đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố sâu, nhưng không ai dám động. Bất quá hỏa linh thạch bên trong năng lượng rất nhanh tiêu hao hoàn tất, chờ kia cỗ nóng dực khí thức biến mất, rất nhanh võ giả tỉnh ngộ lại, nhao nhao cầm binh khí trong tay điên cuồng hướng mặt đất đào đi, muốn tìm tìm rơi vào dưới mặt đất bảo vật. Hỗn chiến lần nữa phát sinh, ai cũng không muốn để cho người khác đạt được bảo vật, ai dám đảo bảo, người bên cạnh tự dám giết người. Chém giết không thể tránh khỏi lại bắt đầu, kề bên này bởi vì giang giật đốt mặc thiên quân mộ rơi xuống hai cái hỏa linh thạch, bắt đầu biến thành nhân gian luyện ngục. Vào nơi này người tới, ai không phải vì vạn long thiên quân trí bảo ai không phải đã sớm đánh bạc tính mệnh giờ phút này bọn hắn cho rằng trí bảo hiện thế, tự nhiên bắt đầu liều mạng cướp đoạt. Lại là nửa nén hương qua đi, bầu trời lần nữa rơi xuống một viên phun lửa bảo vật, lần này đưa tới oanh động lớn hơn phương viên mấy trăm dặm võ giả đều điên cuồng hướng bên này tụ tập mà đến, đều muốn nhìn một chút cái này liên tiếp rơi xuống đồ vật, đến cùng là dạng gì trí bảo. Không sai biệt lắm, lại đốt mặc một lần, tụ đầy đủ ta chui ra đi. Thiên quân trong mộ giang giật, cũng không biết bên ngoài tình huống, hắn đang không ngừng đem phía dưới đại điện thanh thạch đốt mặc. Giờ phút này đã miễn cứng có thể làm cho hắn chui ra đi, không bằng hắn không yên lòng sợ ở bên trong kẹp lại, chỉ có thể nhịn đau lại lấy ra một viên hỏa linh thạch tiếp tục đem mặt đất cửa hang mở rộng một chút. Sẽ chạy thoát, giang giật trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại rất là yêu sầu. Cái này kim sắc bảo tháp rời đi đem mặt đất khoảng chừng cao ngàn trượt, hắn dạng này nhảy đi xuống xác định sẽ không quảng thành bán thân bất loại chương 124, Hỗn Chiến Rời đi kim sắc bảo tháp phía dưới ngoài trăm dặm một mảnh rừng rậm bên trong, một đám người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tiến lên đám người này rõ ràng thấy được ngoài trăm dặm dị tược, dù sao hỏa linh thạch ra sân phương thức quá mức bá đạo, kia cực nóng khí tức, coi như bên này đều có thể hơi cảm thấy đến một tia. Hưu, nơi xa một tên trinh sát nhanh chóng chạy tới, tại trong đội ngũ hai tên hoa bào công tử trước mặt một gối quỳ xuống, quát khẽ, điện hạ, trưởng tôn công tử, bên kia rơi xuống ba kiện bảo vật, gây nên rất nhiều người tranh đoạt, giờ phút này tham dự hỗn chiến người ít nhất đạt tới hơn nghìn người. Ừ, Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn vô kỵ liếc nhau, hai người đều có chút hiếu kỳ bọn hắn vào đây vốn không tâm tầm bảo khi biết giang giật bị giết tôi như tuyết bị cầm xuống về sau giang nghịch lưu càng là một lát không ngừng nghỉ để đội ngũ hướng cố sơn hà bên kia tiến đến mắt thấy là phải cùng cố sơn hà bọn người hội sư giờ phút này mấy món bảo vật lại gây nên nhiều người như vậy hỗn chiến hai người có chút động tâm phổ thông bảo vật hai người không để vào mắt nếu như là thiên khí cùng thánh khí hai người tự nhiên cũng nghĩ kiếm một chén canh giang nghịch lưu ngắm nhìn chung quanh một chút Nhìn thấy Trấn Tây Quân thiết huyết về cũng không là tâm động, những cái kia phụ theo hai người linh thú sơn học viên cùng tộc nhân trên mặt lại đều lộ ra hướng tới chi sắc, hắn trầm ngâm một phen hạ lệnh, toàn bộ qua bên kia, đưa tin cho Cố Sơn Hà, để hắn mang người cùng chúng ta hội tụ. Ta đến là muốn nhìn xem, đến cùng là bảo vật gì, để nhiều người như vậy tranh đoạt. Đi, Trưởng Tôn vô kỳ cũng hưng phấn lên, nhanh chóng vung tay lên để Trưởng Tôn gia tộc nhân đi theo hướng bảo vật rơi xuống đất điểm chạy như điên. Hô, rốt cục đốt mặc vào thiên quân trong mộ, giang giật nhìn qua dưới chân một cái u u cửa hang, xuyên thấu qua cửa hang nhìn phía dưới mơ hồ cảnh sắc thở ra một hơi thật dài. Hỏa linh thạch dòng giã tiêu hao 20 mai, cái này khiến giang giật đau lòng không thôi. Đây chính là đồ tốt, liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc, còn có cái gì đồ vật là nó đốt không mặc tổng quản mới hơn 60 mai hỏa linh thạch, thoáng cái dùng gần 1 phần 3. Đúng rồi, giang giật đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, cái này hỏa linh thạch vậy mà có thể đốt mặc mặt đất cấm chế. Như vậy những cái kia bảo vật bên trên cấm chế không phải đồng dạng có thể đốt mặc giống như có thể tìm tới một cái có thể bay làm được bảo vật, hắn không phải có thể nhẹ nhõm theo cái này bảo tháp hạ bay xuống đi sao. Nghĩ tới đây, Giang giật tâm thoáng cái lửa nóng, ánh mắt bắt đầu bốn phía liếc nhìn, xem xét cái nào kiện bảo vật có thể sẽ có cùng Giang nghịch lưu chiếc kia cổ thần chiến xa đồng dạng phi hành công năng. Chỉ là, nơi này hơn 100 kiện bảo vật, cũng không có cùng loại giang nghịch lưu như vậy cổ thần chiến xa bảo vật, đại đa số đều là binh khí. Giang giật quét tới quét lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trái trên vách tường treo một cái ngọc thuyền bên trên. Cái này ngọc huyền cũng không lớn, đoán chừng chỉ có thể một người miễn cưỡng đứng ở phía trên, toàn thân đều là ống ánh sáng long lanh bạch ngọc, phía trên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nơi này nhiều như vậy bảo vật, nhìn cũng chỉ có cái này còn có thể cùng phi hành kéo tới bên trên một chút quan hệ, cái này hỏa linh thạch làm như thế nào bắn tới Ngọc Huyền bên trên. Giang giật có chút sầu muộn, cái này hỏa linh thạch như thế cực nóng hắn cũng không dám đụng, mà không khống chế, hỏa linh thạch theo hỏa linh châu bên trong lấy ra hội rớt xuống đất, cuối cùng năng lượng hao hết biến mất. Liều mạng, dù sao hắn cứ như vậy nhảy đi xuống cũng là đường chết một đầu, Giang giật chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở hỏa linh châu bên trên. Đã cái này hỏa linh châu có thể truyền lại không hiểu năng lượng, để hắn không sợ hỏa linh thạch nhiệt độ cao, như vậy trên lý luận, hắn hẳn là có thể đụng chạm cái này hỏa linh thạch. Ông, hỏa linh châu lóe lên, một viên hỏa linh thạch xuất hiện, giang giật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, duỗi ra một ngón tay như thiểm điện hướng hỏa linh thạch bắn tới. Quả nhiên, giang giật ngón tay tới gần kia hỏa linh thạch không có nửa điểm cực nóng cảm giác, tựa hồ luyện hóa hỏa linh châu về sau, hắn tự trời sinh đối lửa miễn dịch, ngón tay của hắn gảy tại hỏa linh thạch bên trên cảm giác cùng gảy tại phổ thông trên tảng đá không có khác nhau. Hưu, hỏa linh thạch hướng kia ngọc thuyền bên trên bay đi, phía trên trong nháy mắt toát ra màu xanh hỏa diễm, giang giật con mắt cũng tại thời khắc này bày ra phải cùng tinh thần lóa mắt. Ông, đột nhiên, treo ở trên vách tường Ngọc Huyền bạch quang lấp lánh, ngay sau đó kia Ngọc Huyền theo trên tấm bia đá trượt xuống, trùng điệp nện ở mặt đất. Xong rồi, giang giật trên mặt trong bụng nở hoa, nhưng hắn làm tập trung nhìn vào sau lại trợn tròn mắt. Cái này Ngọc Huyền phía trên lại bị đốt mặc một cái lỗ nhỏ, Ngọc Huyền lúc đầu thần quang dạng dỡ, giờ phút này lại ảm đạm tối tăm, rõ ràng bị cháy hỏng kia hỏa linh thạch giờ phút này còn xuất vào trên vách đá, tiếp tục thiêu đốt vách đá, đem vách đá cũng thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Ngoá, Giang giật buồn bực thổ huyết, đây chính là linh khí thậm chí thiên khí thánh khí tồn tại, cứ như vậy bị đơn giản làm hư. Tâm hắn đau đi qua, hai tay nắm lên cái này Ngọc Huyền cẩn thận xem xét, còn cần nguyên lực cùng hắc sắc nguyên lực quán chú, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng, bảo vật này hoàn toàn chính xác bị hỏa linh thạch bên trên hỏa diễm cho tươi sống cháy hỏng. Làm sao bây giờ? giang giật cảm khái thở dài một trận hoàn toàn không cách nào không sử dụng hỏa linh thạch bảo vật này bên trên cấm chế không có cách nào khứ trừ một khi vận dụng hỏa linh thạch bảo vật này liền bị thiêu hủy hỏa linh thạch quý giá như thế giang giật không dám dùng linh tinh cuối cùng hắn chỉ có thể ngây ngốc ngồi tại cửa hang nhìn qua phía dưới mơ hồ cảnh sắc sầu muộn mặc kệ nơi này linh khí như thế nồng đậm trước tu luyện tới chú đỉnh cảnh thất trọng đi thực sự không có cách nào tự nhảy đi xuống đi sinh tử do trời định trầm ngâm một trận, Giang Giật quyết định an vị tại cửa hang phụ cận tu luyện. Hắn nuốt một viên địa nguyên đan, lợi dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc về sau, nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Nguyên bản hắn cũng nhanh đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng, giờ phút này có như thế điều kiện tốt đương nhiên sẽ không lãng phí, nhiều một phần thực lực, nhảy đi xuống sống sót cơ hội sẽ càng lớn một phần. Vẹn vẹn hơn hai canh giờ, Giang Giật tự mở mắt, vốn là sắp đột phá rồi, giờ khắc này ở nhanh như vậy tốc độ xuống hắn rốt cục đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng nhảy đi về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp vào đây đem những này bảo vật mang đi ra ngoài tại bên trong cung điện nhỏ nhìn chung quanh một chút giang giật lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen xác định không thể mang đi bất luận cái gì bảo vật về sau tiếc núi thở dài một tiếng hướng bên trong cung điện nhỏ cửa hang đi đến chuẩn bị cược mệnh nơi này cách khai mặt đất ít nhất có cao ngàn trượng hắn nhục thể phòng ngừa cũng không mạnh nhảy đi xuống cơ hội duy nhất liền là trước khi rơi xuống đất đột nhiên vung ra bạo nguyên trường mượn nhờ bạo nguyên trưởng cường đại lực bắn ngược ngăn cản hạ xuống tốc độ chỉ là bạo nguyên trưởng uy lực lớn như vậy hắn xác định sẽ không bị đánh chết đứng tại mặt ngoài động khẩu giang giật do so dự sau một lát trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn liền muốn hướng phía dưới nhảy vọt mà đi hưu đúng lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió giang giật thân hình dừng lại ánh mắt trong nháy mắt hướng phía dưới nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ chấm đen nhỏ hắc sắc nguyên lực, Giang giật điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, lúc này mới mở to hai mắt khóa chặt cái kia chấm đen nhỏ, xem xét lần này hắn đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, trên thân thể sát khí cũng cuồn cuộn phóng thích mà ra. Cổ thần chiến xa Giang nghịch lưu, phía dưới một cỗ cổ thần chiến xa chậm rãi lơ lửng giữa không trung, thứ này như thế thừa thất lại ra bên trong, không cần phải nói hẳn là Giang nghịch lưu chiếc kia cổ thần chiến xa. Cơ hội tốt, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, rất nhanh có một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Hắn thân thể nhanh chóng hướng đại điện bên trong tiêu xạ mà đi, nắm lên cái kia bị hủy diệt Ngọc Huyền, lúc này mới đi đến cửa hang bên cạnh, hắn dùng hai chân kẹp lấy Ngọc Huyền, thân thể đột nhiên hướng cửa hang hạ nhảy xuống. Ầm, um, tại người con sẽ theo cửa hang xuyên qua rơi vào không chung lúc, hai tay của hắn mở ra, trùng điệp đập vào cửa hang trên vách, đem thân thể kẹp lại, để hai chân kẹp lấy Ngọc Huyền lơ lửng giữa không chung. Hắn nghĩ câu cá, Ngọc Huyền liền là mồi nhử, con cá nha. Tự nhiên là Giang Nghịch Lưu. Chỉ cần Giang Nghịch Lưu bị hấp dẫn, khống chế chiến xa hướng hắn tới gần, hắn liền có thể mượn lực bay vọt đi xuống. Chương 125: Ra sân phương thức quá phong cách. Vô Kỵ, người nói bọn hắn tại đoạt cái gì? Giang Nghịch Lưu thời khắc này xác thực ngay tại giữa không trung, hắn vừa mới đuổi tới phụ cận, bởi vì trinh sát không cách nào cho tình báo chuẩn xác, tâm hắn gấp phía dưới theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra cổ thần chiến xa cùng trưởng tôn vô kỵ bay lên giữa không trung. Bất quá cái này chiến xa giờ phút này không có thiên mã tại phía trước dẫn dắt, nhìn có chút khó chịu, cổ thần nguyên trong nhẫn cũng không thể cất giữ vật sống, giang nghịch lưu kia hai thất thiên mã cũng thuần túy là dùng để trở ép, trước khi lên đường chỉ có thể đặt ở trong học viện. Hai người không có mang bất luận cái gì hộ vệ, gia tộc bọn họ người cũng vô cùng yên tâm, bởi vì nơi này không có thần du cường giả, hai người cưới cổ thần chiến xa, không có người có thể tổn thương bọn hắn. Trường tôn vô kỳ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn thấy phía dưới chém giết còn tại thảm liệt đang tiến hành, mày kiếm nhân lại nhìn ra ngoài một hồi lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn hắn tại đoạt cái gì, bắt hai người hỏi một chút đi. Tốt, Giang Nghịch Lưu hướng phía dưới làm thủ thế, rất nhanh phụ cận giấu ở trong rừng trấn Tây Quân bôn tập ra mấy chục người, nhẹ nhóm lợi dụng tổng cộng chiến trận sát nhập vào trong đám người, cuối cùng mang đi mấy người thành công thối lui. Đáp án rất mau ra tới. Lại làm cho hai người rất là kinh nghi, nghe nói bầu trời mất mấy cái phun lửa bảo vật ra, nhưng chém giết lâu như vậy, đều tử thương ba, bốn trăm người, nhưng người nào cũng không có thấy có trí bảo. Hai người kỳ quái lần nữa khống chế cổ thần chiến xa ở phía trên bắt đầu xoay quanh, tra xét rõ ràng tình huống phía dưới, người phía dưới hoàn toàn giết đỏ cả mắt căn bản không nhìn ra nghịch lưu hai người. Dù sao hỗn loạn như thế nếu là vừa phân tâm, sợ là lập tức liền bị loạn đao chém chết. Giang nghịch lưu bọn người ở tại phía dưới xoay chuyển nhàn nhã, Giang giật nhưng buồn bực thổ huyết, hai tay của hắn chống đỡ cửa hang, hai chân kẹp lấy kia ngọc huyền, ở phía trên lung lay nửa ngày, kết quả người phía dưới căn bản không có chú ý tới. Đợi thêm nữa một lát, Giang giật có chút nổi nóng, đột nhiên vận chuyển nguyên lực, học giả thú bạo giống một tiếng, ô ô. Bá ba bá, bá, Giang giật tiếng giống quả nhiên có chút tác dụng, kinh khởi một bọn người, chỉ ít phụ cận vô số người vây xem đều bản năng hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm, cuối cùng thành công chú ý tới bầu trời một điểm đen. Xoạt, kia kim sắc bảo tháp có cấm chế có thể tự động ẩn hình, người phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy giữa không chung có một điểm đen. Cái này điểm đen tại bảo tháp hiển lộ dưới vị trí mới, mới vừa rồi còn có một đạo kỳ quái tiếng kêu đây chẳng lẽ là trí bảo hiện thế điểm báo. Ừ, Giang Nghịch Lưu cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đã bị kinh động, hai người ánh mắt đồng thời hướng không trung nhìn lại, trong nháy mắt hai cặp con người phát sáng lên, Giang Nghịch Lưu không do dự, lập tức khống chế cổ thần chiến xa hướng lên trên mặt thẳng tắp bay đi. Tới, nhìn qua phía dưới bay vụt mà đến cổ thần chiến xa, Giang giật tâm đều muốn nhảy ra ngoài, có thể thành công hay không thoát thân, sống hay chết tựu xem giờ khắc này. Hưu, rất nhanh chiến xa bay vụt đi lên, Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỵ con mắt cũng càng ngày càng sáng, bọn hắn mơ hồ thấy là một chiếc ngọc thuyền bộ dáng bảo vật bảo vật này đã có thể lơ lửng giữa không chung, vậy khẳng định là trí bảo A. Không đúng, đột nhiên, trưởng tôn vô kỵ quát khẽ, hắn thực lực so Giang nghịch lưu cao, thị lực cũng mạnh hơn một chút. Hắn mơ hồ nhìn thấy Ngọc Huyền bị một đôi chân kẹp lấy, liền là giờ phút này, Giang giật hai chân như thiểm điện vừa thu lại, thân thể dẫn vào trong động, bị bảo tháp vô hình cấm chế ẩn giấu đi. Kia Ngọc Huyền thì nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi, trưởng tôn vô kỳ cùng Giang nghịch lưu ánh mắt cũng rất tự nhiên bị cái này Ngọc Huyền hấp dẫn. Vạn Long Thiên Quân, cầu lão nhân ra ngài phù hộ ta. Giang giật thị lực so trưởng tôn vô kỷ mạnh hơn nhiều, xác định hai người không có phát hiện hắn. Cứ việc giờ phút này phía dưới chiến xa rời đi hắn khoảng chừng mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy thân thể đột nhiên hướng hướng phía dưới rơi xuống hướng chính phía dưới cổ thần chiến xa bay đi phía dưới giang nghịch lưu hai người hoàn toàn bị ngọc thuyền hấp dẫn căn bản không có chú ý tới trên bầu trời có người bay vụt mà tới bất quá đây cũng là giang giật chỗ cao minh hắn không dám lộ ra nửa điểm sát khí cũng không có vận chuyển nguyên lực cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống nếu không khẳng định sẽ lập tức gây nên hai người giật mình đuổi theo nhìn xem giang nghịch lưu quát khẽ một tiếng chuẩn bị khống chế chiến xa hướng rơi xuống mà đi Ngọc Huyền đuổi theo, cái này Ngọc Huyền xuất hiện quá kỳ dị, hai người tự nhiên muốn nhìn một chút đến cùng là bảo vật gì. Xoạt, người phía dưới lại nổ lật trời, tự liền chính phía dưới trong lúc kịch chiến một số người đều ngừng lại, ngây ngốc nhìn qua không chung. Bởi vì giờ phút này không chung không chỉ có rơi xuống một kiện bảo vật, còn đột ngột đến rơi xuống một người. Chiêm chiếp, ục ục, trường tôn ra cùng giang ra người toàn bộ bị hù dọa, bọn hắn nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng hướng cổ thần chiến xa rơi xuống mà đi rất nhiều người trước tiên phát ra tín hiệu hai vị này chủ tử thế nhưng là kim chi ngọc diệp cũng đừng ra nửa điểm sự tình a à, cùng một thời gian một bên khác cố sơn hà bọn người vừa mới đuổi tới phụ cận một vị trấn tây quân trong ngực trong hộp ngọc mấy cái linh trùng đột một hướng giữa không trung bay đi hắn lập tức quá sợ hãi quát khẽ cố đại nhân linh trùng phát hiện thất lý hương mùi giang giật không chết cái gì cố sơn hà cùng tên kia lưu thống lĩnh biến sắc hoảng sợ theo kia trinh sát ánh mắt hướng giữa không trung nhìn lại a à, trong đội ngũ có hai tên trấn tây quân dơ lên một bộ cáng cứu thương phía trên nằm một vị mỹ nhân tuyệt sắc nàng nguyên bản nhắm mắt lại giờ phút này lại đột nhiên mở ra nhìn qua giữa không trung rơi xuống mà đến cái bóng đen kia nàng băng xương gương mặt đột nhiên tách ra nụ cười sán lạn đẹp đến mức để bên người trấn tây quân đều đôi mắt mê say nàng híp mắt nhàn nhạt cười dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào giang giật Người quả nhiên không chết xem ra của ta dự cảm không sai, bất quá ngươi ra sân phương thức cũng quá phong cách đi. Thứ gì, Giang Nghịch Lưu còn không có khống chế chiến xa phi hành, lại thu được phía dưới tín hiệu, hai người sắc mặt trầm xuống nhanh chóng hướng đỉnh đầu nhìn một cái, nhìn thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp sắt xuống, trưởng tôn vô kỵ lông mày nhíu lại, lập tức quát lớn, có người, ân. Là Giang giật hắn thế nào không chết, hưu, Giang Nghịch Lưu trong tay cổ thần nguyên giới quang mang lóe lên, lấy ra một cái ngân sắc hoa lệ trường kiếm, nhìn lướt qua càng ngày càng gần bóng người trên thân phóng xuất ra cường đại sát khí dư tợn cười nói trước kia không chết vậy thì chết đi trường tôn vô kỵ rõ ràng cũng có cổ thần nguyên giới trong tay hắn một cây trường thương màu đen đột ngột xuất hiện phía trên nguyên lực vần quanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng sát khí hai người bị một loạt dị biến làm cho có chút mộng đều quên một điểm giống như bọn hắn khống chế cổ thần chiến xa bay đi giang giật sẽ tươi sống ngã chết đều không cần hai người động thủ lão thiên gia rốt cục mở mắt giang giật nhìn thấy hai người không có trước tiên khống chế chiến xa bay đi mà là ngây ngốc chuẩn bị chờ hắn rơi xuống chém giết hắn nội tâm cuồng hỉ đến kém chút hắn đối lão thiên gia dập đầu mấy trăm khấu đầu hắn giờ phút này hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh nếu như không có cái này cổ thần chiến xa ngăn cản từng cái rơi lực đạo sợ là rơi vào mặt đất tuyệt đối sẽ bị nện đến bán thân bất toại lại hoàn toàn khác biệt hắn có cường đại tự tin có thể thành công rơi xuống đất còn như Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người đều nguyên lực vần quanh, chuẩn bị ra chiêu diệt sát hắn, hắn lại nửa điểm không có để ở trong lòng. Trên người hắn hắc sắc nguyên lực vô cùng dư giả, hai người lại nghịch thiên tổng hợp chiến lực nhiều nhất nhưng so sánh từ phủ đỉnh phong a à có lẽ trước kia tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả đối với hắn mà nói là ác mộng, hắn nhưng không có nửa điểm e ngại. Hưu, theo Giang giật nhanh chóng tới gần, Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng thời ra chiêu. Hai người binh khí bên trên nguyên lực vần quanh, đột nhiên hướng lên trên uổng phí đâm ra, trường tôn vô kỳ công kích sợ hãi nhất, kia cây trường thương như một đầu hắc long ở giữa không trung bắt đầu vặn vẹo, căn bản phán đoán không ra hắn sẽ công kích nơi nào, rõ ràng là rất cao minh võ kỹ. Chết, giang nghịch lưu trên mặt anh Tuấn đều là giữ tợn ý, hắn trường kiếm lắc hóa ra mấy chục đóa kiếm hoa, một cái tay khác còn lấy ra một cái màu đỏ nỏ máy, nỏ máy bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, một cái cung tên như cực nhanh hướng giang giật vào tới. Hắn thấy, Giang giật mặc dù đột một từ giữa không trung xuất hiện rất là quỷ dị, nhưng giờ khắc này ở không trung không chỗ mượn lực, căn bản vô cùng tránh né tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. chương 126, sống sót sau tai nạn. Giang nghịch lưu phán đoán không sai. Giang giật giờ phút này căn bản không khống chế được thân thể mình tránh né, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng bọn họ binh khí đụng lên đi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thanh hỏa hồng sắc cung tên hóa thành lưu tinh bay vụt mà tới. Nhưng là, hắn không thể tránh né, không có nghĩa là hắn không thể công kích. sắc mặt hắn rất là thong dong, khóe miệng còn có chút thượng thiêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. trong đan điền hắc sắc nguyên lực biên cuồng hướng tay trái dũng mãnh lao tới. cuối cùng tại bạo nguyên trưởng áp xúc hạ theo lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển ra đến. không tốt, bạo nguyên trưởng vừa mới ngưng tụ một khắc này, trưởng tôn vô kỳ toàn bộ thân thể đều chấn động, sắc mặt dây lát biến không có chút gì do dự thu hồi trường thương, hướng cổ thần chiến xa bên ngoài bay đi, đồng thời quát lớn nghịch lưu mau trốn. Giang nghịch lưu cũng con người co rụt lại, hắn theo giang giật trong lòng bàn tay hắc sắc nguyên lực bên trong cảm giác được nguy hiểm chí mạng, loại nguy hiểm này không thua gì một tên thần du cường giả công kích, loại kia kinh khủng uy áp phô thiên cái địa đè xuống, để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hưu, hắn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ chờ chết, hắn thân thể tại cổ thần trên chiến xa đột nhiên đạp mạch. nhanh chóng hướng bên cạnh tiêu xạ mà đi. Hai người giờ khác này ở rời đi mặt đất cũng có mấy trăm trượng khoảng cách, mặc dù hai người thực lực không tệ nhục thể phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chỉ là bọn hắn không thể không đập, bởi vì không đập nhất định phải chết. Ha ha, Giang giật cất tiếng cười dài, tay trái bạo nguyên trưởng bên trên hắc sắc quang mang lặng yên biến mất, một cái tay khác đột nhiên hướng phía dưới đánh ra một trường, một cỗ cuồng bạo trưởng phong thổi đi, đem mà lên cây kia cung tên đánh bay ra ngoài. Hai người chạy trốn, hắn cũng không dám lại phóng thích bạo nguyên trưởng, nếu không kia cổ thần chiến xa cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể không có địa phương mượn lực sẽ chết rất thê thảm. Ầm, um, Giang Nghịch Lưu hai người nhảy xuống, cổ thần chiến xa vẫn còn giữa không trung lơ lửng. Giang giật thân thể trùng điệp nện ở trên chiến xa, đem chiến xa đâm đến hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá cái này trong chiến xa rõ ràng có thần kỳ cấm chế, chỉ là hạ xuống mấy chục trượng khoảng cách sau tựu vững vàng ngừng lại, tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Ôi Giang giật rơi vào chiến xa lúc lăn khỏi chỗ tan mất không ít lực đạo, nhưng phần lưng cùng bờ mông vẫn là đau rát, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy chiến xa, sợ là đều ngã xuống. Hắn nghe răng tuyết miệng kêu rên vài tiếng ngồi dậy, trên mặt rất nhanh lộ ra ý cười, hắn thở ra một hơi thật dài, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác quá mỹ diệu. ầm um, Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỳ cũng rất nhanh rơi xuống đất, hai người vận khí không tệ phía dưới không có cửa thạch đều là bãi cỏ. Hai người ngay tại chỗ lăn vài vòng, tan mất không ít lực đạo, cuối cùng chật vật bò lên, trên mặt mặc dù đều là vẻ thống khổ, nhưng rõ ràng không có bị thương nặng. Hưu, thủ hạ hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng bọn họ hội tụ mà đến, cố sơn hà bên kia mấy trăm người cũng băng băng mà tới, xác định hai vị chủ tử không sau đó. Toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía mấy trăm trượng trên không trung, ngồi tại cổ thần trong chiến xa giang giật, trong con người đều là khó có thể che giấu chấn kinh cùng mê hoặc người này từ giữa không chung đột ngột xuất hiện tựa như cửu thiên tri thượng hạ phàm thần linh cho vô số người sâu trong linh hồn mãnh liệt nhất chấn động quả thực là thần tích. tô như tuyết nằm tại trên cáng cứu thương trong lòng cảm khái nói nàng bị cố sơn hà phục phong nguyên tán giờ phút này toàn thân bất lực liền hé miệng đều cực kỳ khó khăn mặc dù như thế nàng vẫn là cố gắng mở to mắt nhìn trên bầu trời gian giật trong mắt đẹp đều là chờ đợi không có người muốn chết tô như tuyết cũng là như thế giang giật, nơi xa một cái trong rừng cây cơ thính vũ cùng giang hận thủy bọn người toàn bộ thân thể run lên, cơ thính vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên yếu ớt, nàng đôi mắt đẹp chuyển vài vòng thân thể lặng yên hướng bên cạnh trên một cây đại thụ nhảy tới cuối cùng ẩn thân tại nồng đậm trong lá cây giang hận thủy cùng liễu hà liếc nhau cũng lập tức ẩn tàng thân hình ngừng thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xoạt bốn phía chém giết đều toàn bộ ngừng lại vô số tiềm phục tại các nơi võ giả cũng đều đi ra Tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung giang giật trên mặt đều là không dám tin cùng kinh nghi. Giữa không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người phía trên này thế nhưng là Thiên Quân mộ bảo tháp a, chẳng lẽ lại người này theo bảo tháp bên trong nhảy ra nếu không căn bản là không có cách giải thích, trừ phi người này là thần, hay là có thể ngự không phi hành kim cương cảnh cường giả, vấn đề là nơi này thần du cảnh trở lên võ giả căn bản là không có cách tiến vào. Giang giật, có loại cút xuống cho ta ngươi không phải muốn giết ta sao lão tử đứng tại cái này cho ngươi giết. Giang nghịch lưu một tiếng quát lớn để mọi người tỉnh ngộ lại, đây không phải thần, mà là một người. Xác định điểm này về sau, mọi người càng thêm chấn kinh, Giang giật thật chẳng lẽ tiến vào bảo tháp bên trong giờ phút này hắn theo bảo tháp bên trong chui ra ngoài, vậy hắn trên thân không phải tất cả đều là trí bảo kết hợp vừa rồi quỷ dị tình huống, còn có giờ phút này bị một nhóm người cướp đoạt ngọc thuyền cũng là Giang giật ném ra tới, mọi người đôi mắt đều trở nên nóng rực lên, tựa hồ Giang giật biến thành một cái hình người bảo sơn. Giang giật coi thường Giang nghịch lưu, ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua, cuối cùng khóa chặt chấn tây quân bên trong tô như tuyết trên thân. Hắn thân thể run lên, nội tâm cuồng hỉ vô cùng, tô như tuyết không chết đầy đối với hắn tới nói là tin tức tốt nhất. Tô như tuyết, chờ ta, nhìn qua tô như tuyết kia yếu ớt không có một tiêu huyết sắc mặt, cái kia còn mang theo tàn huyết mềm mại thân thể, hắn cái gì cũng không để ý. Trên thân phóng xuất ra sát khí kinh thiên, thân thể đột nhiên hướng phía dưới nhảy xuống, cứ như vậy tứ không kiêng sợ hướng Giang Nghịch Lưu đám người kia bay vọt mà đi. Ha ha ha, Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn vô kỵ đối mặt đồng dạng, hai người đều nở nụ cười, coi như Giang giật thực lực lại, hắn có thể quét ngang toàn trường nhiều người như vậy lui một vạn bước nói coi như hắn có thể giết, Giang giật rời đi cổ thần chiến xa, cũng liền cho hai người cơ hội chạy trốn. Hưu, Giang Nghịch Lưu trong tay một viên ngọc phù sáng lên, cổ thần chiến xa hướng bên cạnh bay đi, đồng thời hai người cũng đi theo hướng phía đó chạy như điên. Tại giang giật còn chưa rơi xuống đất trước đó, thân thể hai người bay vọt lên, nhảy vào mà xuống cổ thần chiến xa. Không có đạt tới thần du cảnh, nguyên lực không pháp ngoại phóng, hai người lên cổ thần chiến xa trong nháy mắt khống chế chiến xa hướng lên trên mặt bay đi, giang giật trừ phi thật là thần, nếu không căn bản là không có cách đánh giết hai người. Giết hắn cho ta, giang nghịch lưu vừa lên chiến xa, lập tức nổi giận giống to vô số võ giả trong nháy mắt rút ra trảm mã đao nguyên lực vần quanh hướng giữa không trung rớt xuống giang giật hung hăng bổ tới a à, nhìn thấy hai người chạy trốn giang giật sầm mặt lại hắn bởi vì lo lắng tô như tuyết trong lúc nhất thời không nghĩ tới giang nghịch lưu có thể khống chế cổ thần chiến xa chỉ là giờ phút này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nhìn qua phía dưới vô số sáng như tuyết trảm mã đao trên người hắn đột nhiên dâng lên vô tận sát khí đôi mắt cũng biến thành huyết hồng trong thân thể hắc sắc nguyên lực điên cuồng phóng xuất ra nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ bạo nguyên trưởng vì thời chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý cố sơn hà thở nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía giang giật người phía dưới quát lớn lui a à, giang giật phía dưới mấy chục người cảm nhận được kia kinh khủng sát khí lập tức cảm thấy mềm cả người liền dơ cao chiến đao đều cảm giác nặng nề vô cùng bọn hắn ngược lại là muốn chạy trốn chỉ là bốn phương tám hướng đều là người bọn hắn hướng trốn chỗ nào hưu Giang giật thân thể tựa như tia chớp rơi xuống, đang đến gần người phía dưới mấy trượng lúc, đã sớm chuẩn bị xong bạo nguyên trưởng đột nhiên vỗ xuống. Oanh, một đạo trầm mặc nổ vang, giang giật phía dưới đột nhiên bạo tạc, những cái kia nguyên bản dơ cao đại đao toàn bộ bay vụt ra ngoài, còn đem không ít người cũng đã ngộ thương. Phía dưới mười mấy người cũng căn bản né tránh không được, tại bão nguyên trưởng bạo tạc bên trong thân thể toàn bộ bị tạc bay ra ngoài, rất nhiều người đều bị tạc đến máu thịt be bét, đây là giang giật không có quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực thả ra bạo nguyên trường, nếu không phía dưới những người này sợ là cạn bã cũng không tìm tới phanh 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 bạo tạc sóng xung kích đem bốn phương tám hướng người cũng cho trùng kích ra đi bốn phía một mảnh hỗn độn hỗn loạn không thôi ầm um, giang giật thân thể lúc đầu tại cao tốc hạ xuống tại thời khắc này ngược lại bị phía dưới bạo tạc sóng xung kích cho phản chấn ra ngoài cũng may hắn ngay đầu tiên thay đổi thân thể đồng thời ôm thành một đoàn nếu không sẽ bị cường đại sóng xung kích chấn động đến nội tảng vỡ vụn, xương cốt đứt gãy. Phốc, mặc dù như thế, hắn trên mặt đất lăn lộn mấy chục giới, bò lên sau há mồm tự phun ra một ngụm máu tươi quỳ một chân xuống đất, phía sau lưng càng là áo bảo vỡ vụn, tiên huyết chảy dọc. Trong thân thể của hắn xương sườn đoán chừng cũng đoạn mất một hai cái, đau đến hắn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Cũng may hắn dự toán rất chuẩn, lần này bão nguyên trưởng chỉ vận dụng 10 tia hắc sắc nguyên lực, nếu không giờ phút này hắn đừng nói đứng lên, sợ là thân thể đều sẽ bị nổ thành một đống thịt nát. chương 127, đồ sát, Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỵ sừng sướng tại chiến xa phía trên, cứ việc giờ phút này Giang giật nhìn thê thảm vô cùng, tựa hồ một giây sau liền muốn ngã xuống, nhưng hai người cũng không dám đi mạo muội hành động. Vừa rồi Giang giật từ trên không trung nhảy xuống thả ra bão nguyên trưởng uy áp quá kinh khủng, hai người thân phận tôn vinh đương nhiên sẽ không dùng thân thử hiểm. Giang nghịch lưu tay trung hoa đẹp trưởng kiếm nhất phung, quát lớn, ai giết người này, thường trăm vạn tử kim tấn thăng hai cấp, dám can đảm người thối lui giết không tha. A, à, vô số chấn tây quân cùng giang gia trưởng tôn gia nhân vọng lấy quỷ trên mặt đất, tóc tai bù xù máu me khắp người như lệ quỷ giang giật, nội tâm đều dâng lên một loại sợ hãi. Người này có thể từ giữa không trung trống rỗng xuất hiện, còn có thể bay vọt xuống tới không chết, bọn hắn có thể giết chết được hắn sao còn có vừa rồi kia kinh khủng sát khí, đây là người có thể thả ra. Giang giật trên người có rất rất nhiều quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấp thỏm lo âu, những thứ không biết thường thường làm người ta e ngại. Nhưng Giang Nghịch Lưu là thế tử điện hạ, hắn liền là quân lệnh, Giang Biệt Ly chỉ quân nghiêm khắc nhất, những này trấn Tây quân làm sao dám chống lại quân lệnh. Giết, rất nhanh bốn năm vị thống lĩnh cắn Giang rút ra trả mã đao hướng Giang giật phóng đi, sau lưng Giang ra trường tôn gia tộc người cũng đi theo trầm mặc sông đi lên, Giang giật nhìn thụ thương nặng như vậy, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều giết không chết hắn. Giết ha, Giang giật trên người có trọng bảo, ai giết hắn trọng bảo vệ ai. Cố Sơn Hà cũng giống to, không ngừng vung vẩy trong tay bên kia hỏa hồng trường kiếm giống to. Hắn thân thể vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, vị kia lưu thống lính cũng đốc xúc thủ hạ hướng giang giật phóng đi, chính mình lại cùng Cố Sơn Hà đồng dạng đứng tại chỗ. Hai người vô cùng tinh tường, giang giật đã có thể xông vào tuyệt sát cấm chế không chết, còn có thể quỷ dị từ giữa không trung bay vọt xuống tới, trên người hắn khẳng định phát sinh rất chuyện kỳ dị. Sự tình như khác thường tất yêu, Hai người nếu là dám tiến lên, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hai người đoán không sai, đám người tới gần giang giật mấy trượng khoảng cách lúc, một ngực quỳ một chân xuống đất cúi đầu giang giật, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu bốn phía quét qua, thấy trong mọi người tâm run lên. Ngay sau đó một cỗ cường đại sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ sông tới mấy trăm người, hắn huyết hồng ánh mắt khóa chặt phía trước nhất bốn năm tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, thân thể bắn tới. Phanh phanh kinh khủng sát khí để rất nhiều thực lực thấp võ giả thân thể mềm nhún ầm vang ngã xuống đất đại bộ phận võ giả cũng đình chỉ chạy xứng sờ tại nguyên chỗ chỉ có kia bốn năm tên tử phủ cảnh giới đỉnh phong thống lĩnh còn có hơn 10 tên tiểu đội trưởng hướng giang giật phóng đi nhưng tốc độ rõ ràng hàng rất nhiều bạo nguyên trưởng giang giật khóe miệng lộ ra một tia tàn cười trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ hắc sắc nguyên lực lần này cũng không phải vừa rồi lần kia chỉ vận dụng 10 tia hắc sắc nguyên lực bạo nguyên trưởng mà là toàn bộ bởi màu đen áp lực áp xúc phóng thích mà ra. A à trốn, mấy tên tử phù cảnh đỉnh phong thống lĩnh sắc mặt dây lát biến, bọn hắn không có chút gì do dự quay người muốn trốn đi. Cái này bảo nguyên trưởng còn không có phóng thích, kia kinh khủng uy áp liền để bọn hắn ngạt thở, mấy người bị sát lục chân ý áp chế thực lực thấp xuống một nửa, tự hỏi tuyệt đối ngăn không được công kích kinh khủng như thế. Hưu, sang giật tốc độ càng nhanh, đối phương tốc độ bị áp chế, hắn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng ngược lại điều tập mấy chục tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn chân để tốc độ của hắn tiêu thăng trên mặt hắn lộ ra dữ tợn chi ý nhanh chóng tới gần những người kia đột nhiên đánh ra một trường oanh một cố cường đại nguyên lực hướng phía trước gào thét mà đi tại phía trước mấy trường địa phương trong nháy mắt bạo tạc kia kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem phía trước mấy chục người quét sạch đi vào phía trước không gian khẽ run lên không khí đều bắt đầu vặn vẹo mặt đất bụi bặm ngập trời mà lên hội tụ thành một đóa đám mây hình nấm ở giữa không trung lăn lộn không ngớt vô số tàn chi, tay cụt, thân thể theo trung tâm vụ nổ bắn ra, bên dưới không trung lên huyết vũ, mặt đất thảm cỏ dòng dã bị làm bóng sâu vài xích. Tê tê, vô số người hít một hơi lãnh khí, khủng bố như thế bạo tạc sợ là chỉ có thần du cảnh hoặc là tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả vận dụng thiên giai, thánh giai võ kỹ có thể phát ra ai nhìn qua kia mấy tên bị tạc đến sinh tử chưa biết tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, rất nhiều người cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Cái này con hoang chiến lực, Vậy mà kinh khủng như vậy hắn tại thiên quân trong mộ được cái gì bảo vật chẳng lẽ là thánh khí Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỵ sắc mặt âm trầm tới cực điểm Mặc dù hai người đoán được Giang giật lực công kích rất hung tàn Nhưng lại không nghĩ tới hung tàn đến trình độ như vậy Vậy mà một chiêu chém giết hơn 10 người Kia bốn năm tên thống lĩnh coi như không chết Sợ là cũng bị đả thương nặng Giang giật, người quả nhiên không để cho ta thất vọng Tô như tuyết còn nằm trên mặt đất không ai quan tâm nàng Nàng mặc dù thân thể động đều không động được nhưng đôi mắt lại bày ra đến dọa người, khóe miệng có chút cong lên, lông mi thật dài run run, nụ cười say lòng người. Hưu, Giang giật lần nữa bị phản chấn ra ngoài, không bằng hắn lần này là chủ công, phía trước lại là chống trải vùng quê, dự âm nổ mạnh lực bắn ngược cũng không lớn, sở dĩ chỉ là bị chấn thương một chút. Hắn thân thể rất nhanh nhảy bắn mà lên, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, hướng phía trước chân Tây quân phóng đi. Thân thể của hắn đang chảy máu, hắn thể lực tại sói mòn, bốn phía còn có nhiều như vậy võ giả, kịch chiến càng lâu hắn sẽ càng suy yếu, sở dĩ hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế cục diện, uy hiếp toàn trường. Chanh chanh, hắn một chân trên mặt đất nhất câu, nắm lên một cái sắc bén bảo kiếm, nguyên lực quán chú sau lắc một cái phát ra một trận thanh thúy kiếm minh, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bắn tới, xông vào trấn Tây quân bên trong. Đồ sát bắt đầu, Giang giật xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, đối với hắn mà nói chỉ cần là địch nhân, vậy liền đều nên giết sở dĩ giờ phút này hắn bằng vào cường đại sát khí áp chế trấn tây quân cùng gian ra trưởng tôn gia tộc nhân qua trường kiếm bắt đầu tứ không kiêng sợ đổ sát kiếm quang lấp lánh tiên huyết tay cụt bay tứ tung từng đầu mạng người bị thu gặt giữa sân lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục tt tê tê, dám vào thiên quân mộ tầm bảo người coi như chưa từng giết người ít nhất cũng nhìn qua giết người nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy giờ phút này như thế làm cho người kinh hãi động phách tràng diện một bên là một cái máu me khắp người hai con người hiện ra hồng quang, mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh thất trọng thiếu niên. Một bên là năm sáu trăm thực lực ít nhất là chú đỉnh cảnh giới thất bát trọng võ giả, đám người này trên mặt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm, chờ mắt nhìn thiếu niên sách theo trường kiếm từng cái thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Thiếu niên càng là tàn nhẫn vô cùng, mỗi lần trường kiếm múa đều có một người đầu bạo liệt, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, đôi mắt đỏ như lệ quỷ. Hắn nhanh chóng, nhu hòa, tùy ý chém giết từng cái võ giả, thu hoạch từng đầu sinh mệnh, cho người ta cảm giác hắn không giống như là một người, mà là minh giới thị huyết ác ma. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều tiềm ẩn tại bốn phía võ giả răng bắt đầu run lên, thân thể đang run rẩy. Tất cả mọi người sắc mặt xanh trắng đan sen, thần sắc phức tạp. Chỉ có nằm dưới đất tô như tuyết trên mặt mang say lòng người nụ cười, trong miệng còn tại không ngừng lầm bầm tốt. Nam Nhi làm giết người, sát nhân bất lưu tình san bằng ngàn quân trận, giết hết trăm vạn binh, đây mới thật sự là nam nhân. Xong, sợ là ngoại trừ thế tử điện hạ cùng trưởng tôn công tử, tất cả mọi người phải chết. Cố Sơn Hà trong con người đều hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng là Giang Nghịch Lưu không hạ lệnh hắn dám chạy sau đó cũng là chết, mà tiếp tục tại cái này đợi, một khi bị Giang giật sát lục chân ý bao phủ, hắn sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn thân thể lặng yên chậm rãi lui lại, con người lấp lóe không ngừng, cuối cùng hắn nhìn thấy nằm trên đất tô như tuyết, hắn đôi mắt lập tức sáng lên, thân thể tiêu xạ mà đi, trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, gác ở tô như tuyết trên cổ lúc này mới quát lớn, giang giật, dừng tay, nếu không ta giết người nữ nhân. chương 128, Nhân Vương Ấn, giang giật giết người động tác trì trệ, hắn sát lục chân ý còn không có triệt để nắm giữ, nhưng cũng nắm giữ một tia chân đế, có được vẻ thanh tỉnh ý thức, cũng không phải là hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ. Nghe được cố sơn hà hắn thân thể khẽ run lên, đầu chậm rãi hướng về sau mặt nhìn lại, huyết hồng con ngươi xa xa khóa chặt cố sơn hà. Hưu, bầu trời giang nghịch lưu nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn khống chế cổ thần chiến xa nhanh chóng hướng tô như tuyết phương hướng phóng đi, hiển nhiên chuẩn bị dùng tô như tuyết cưỡng ép giang giật. Hưu, giang giật thân thể cũng tiêu xạ mà đi, hắn vận chuyển mấy chục tia hắc sắc nguyên lực đi hai chân, tốc độ thoáng cái như gió chỉ điện giật. Dừng lại, lại tới ta tự động thủ, Cố Sơn Hà rất là khẩn trương nắm tay bên trong trường kiếm, thân kiếm lắc một cái đều đem tô như tuyết trên cổ làn da bị rạch sách, tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ nàng kia như như thiên nga cổ. Cố Sơn Hà cũng không dám để Giang Giật tới gần, nếu không Giang Giật kia kinh khủng sát khí một khi bao phủ hắn, hắn tuyệt đối liên động dùng binh khí khí lực đều không có. A, à, tô như tuyết mặc dù toàn thân không động được, nhưng bởi vì cổ bị đâm phá đau đến thân thể mềm mại run lên, lông mày vặn phát ra một tiếng nhẹ nhẹ, Giang giật nhìn qua tô như tuyết kia thống khổ dáng vẻ, thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Trên người hắn sát cơ mãnh liệt hận không thể đem tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ, nhưng là còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn biết, không thể động, nếu không tô như tuyết sẽ chết. Hiu, đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, đằng sau cách đó không xa trong rừng cây, hơn 10 cái ngân sắc cung tên như U Linh bắn ra, trực tiếp hướng cố sơn hà cùng bên cạnh hắn cách đó không xa lưu thống lĩnh vào tới. Ừ lưu thống lĩnh là tử phủ cảnh đỉnh phong tốc độ phản ứng rất nhanh hắn lập tức phát giác được phía sau cung tên thân thể hướng bên cạnh bắn tới đồng thời giống to cố đại nhân cẩn thận cố sơn hà giật mình đột nhiên quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán trong lúc bối rối cũng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa điên cuồng hướng bên cạnh tránh né mà đi tốt chết giang giật trong mắt hồng quang lóe lên ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng toàn thân tóc đen bay phấp phới thân thể bắn tới kia vô cùng kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra rất mau đem cố sơn hà cùng lưu thống lĩnh bao phủ đi vào suy suy cung tên phi tốc phá không mà đến bởi vì giang giật sát khí ảnh hưởng lưu thống lĩnh cùng cố sơn hà tốc độ suy giảm lưu thống lĩnh thực lực cường đại ngược lại là hiểm hiểm tránh đi cung tên còn như cố sơn hà thì rất thảm thân thể bị ba bốn cây cung tên bắn trúng ngược bị bắn thủng mấy đạo huyết tiến tiêu xạ mà đi ngã xuống đất tử vong hưu có mấy cây cung tên hướng giang giật phóng tới bất quá giang giật khoảng cách còn có chút xa hắn hai chân vận chuyển hắc sắc nguyên lực đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh thân thể như như đạn pháo hướng không trung nhảy tới nhẹ nhõm né qua cung tên hắn vừa rơi xuống đất ngay lập tức hướng tô như tuyết chạy đi chờ hắn tới gần tô như tuyết lúc hắn rốt cục yên tâm lại có hắn tại phụ cận hắn tự tin không ai có thể giết tô như tuyết chiến vô song có can đảm động thủ không có can đảm lộ diện sao trên không trung giang nghịch lưu không dám khống chế chiến xa bay vọt xuống tới ánh mắt của hắn nổi giận hướng trong rừng cây nhìn lại. Loại này diệt thần nỏ phi thường thưa thớt, chỉ có bảy đại gia tộc mới có thể phối trí. Mà cung tên các tộc cũng khác nhau, nhà bọn hắn chính là màu đỏ, tiền ra là màu đen, màu bạc chính là. Chiến gia, ha ha, ta có cái gì không dám ra tới. Trong rừng cây nhỏ mấy chục người chen chúc mà ra, chiến vô song ngạo nghế bôn tẩu tại phía trước nhất, một đôi kiệt ngạo bất tuần con ngươi xa xa cùng giang nghịch lưu đối mặt, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Giang Nghịch Lưu tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh xám, Tô Như Tuyết được cứu hắn đem không cách nào uy hiếp Giang Giật, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Chiến Vô Song cả giận nói, "Chiến Vô Song, ngươi là muốn cùng chúng ta Giang gia là địch sao, ngươi nghĩ dẫn phát chúng ta hai đại gia tộc tử chiến cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu lên?" Giang Nghịch Lưu biệt xuất khẩu ngậm miệng Giang gia, người đại biểu không được Giang gia. Chiến Vô Song cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Giang Giật nói, "Nói không chừng vương gia biết rõ ta hôm nay cử động không chỉ có sẽ không tức giận." sẽ còn cảm kích ta đây. Giang giật là huynh đệ của ta, người muốn giết hắn, trước theo ta trên thi thể bước qua đi thôi. Nhiều lời vô dụng, để cho người ta rút lui đi. Trường tôn vô kỵ mặt âm trầm một mực không nói gì, giờ phút này hắn cuối cùng mở miệng, hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua hạ giọng nói ra, giang giật thực lực quá, tại cái này thiên quân mộ xem như vô địch, còn không lùi, sợ là người phía dưới đều đi không được. Lui thối lui cái nào chờ lấy giang giật từng cái đổi giết chúng ta. Giang nghịch lưu mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói ra, không thể lui, phụ vương khẳng định biết rõ ta triệu tập thiết huyết vệ. Lần này giết không được giang giật, về sau cũng giết không được. Liêu mạng, vô kỵ chế chút người phối hợp ta công kích, ta phải vận dụng. Nhân vương ấn chém giết cái này con hoang, nhân vương ấn, trường tôn vô kỵ con người co rụt lại, kinh hô lên, nghịch lưu ngươi điên rồi, cái này thánh khí ngươi không phải không hoàn toàn luyện hóa sao vạn nhất bị phản vệ ngươi liền xong rồi. Nhân vương ấn, Đại lục lừng lẫy nổi danh thánh khí, là Giang Biệt Ly lúc tuổi còn trẻ tại một cái di tích cổ ngẫu nhiên lấy được. Giang Biệt Ly những năm này bằng vào nhân vương ấn chém giết vô số cường giả, đột phá kim cương cảnh sau bảo vật đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, tại Giang Nghịch Lưu 15 tuổi sinh nhật ban cho hắn. Nếu là thánh khí, cái kiêu uy lực khẳng định kinh người, bình thường võ giả tự nhiên cũng rất khó thôi động. Trường tôn vô kỵ rõ ràng nhất, Giang Nghịch Lưu không hoàn toàn luyện hóa người này vương ấn, thực lực cũng kém điểm, cưỡng ép thôi động sợ là rất dễ dàng bị phản phệ. Giang nghịch lưu không có trả lời trường tôn vô kỵ, mà là đối chấn Tây quân cùng Giang gia tộc nhân giống to, Giang gia con em thiết huyết vệ nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào toàn lực chém giết Giang giật, bản thế tử đảm bảo, chỉ cần ta sống một ngày, thân nhân của các người hậu bối sẽ thế hệ vinh quang. Đồng thời, hắn đối phụ cận vô số võ giả bảo hống, tất cả mọi người nghe, bản nhân là Giang nghịch lưu, chấn Tây vương thế tử, ai chém giết người này đầu người, thưởng 500 vạn tử kim, thiên khí một kiệt. Xoạt, Giang Nghịch Lưu trong nháy mắt gây nên toàn trường sôi trào, không nói thiên khí, coi như 500 vạn tử kim cũng đầy đủ để một cái võ giả tiêu giao khoái hoạt mấy đời. Bọn hắn đánh bạc tính mệnh vào đây tầm bảo vì cái gì không phải liền là bác một trận vinh hoa phú quý sao. Ba bá, bá bá, vô số ánh mắt nhìn về phía Giang Giật, cứ việc vừa rồi Giang Giật giết người chàng diện làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh, nhưng Giang Giật rõ ràng vẫn là một người, rõ ràng cũng không có đạt tới thần du cảnh nếu không ngoại phóng nguyên lực đám người này trong nháy mắt liền có thể chém giết đã như vậy mọi người tự còn có cơ hội chém giết giang giật chỉ cần có cơ hội đã đáng giá đi cược một trận nguy rồi chiến vô song kinh hô một tiếng giang nghịch lưu không hổ là giang biệt ly nhi tử rất biết thu mua lòng người hôm nay đã tình huống như thế giang nghịch lưu còn không buông bỏ không tiếc để cho thủ hạ toàn bộ hy sinh rõ ràng cũng là nghĩ đến đánh cược một lần người khác không biết Chiến vô song thế nhưng là vô cùng tinh tường Giang Nghịch Lưu trong tay có một kiện thánh khí, nhìn thấy bốn phương tám hướng võ giả hướng Giang Giật dũng mãnh lao tới, Giang Giật lại hồn nhiên không biết, hắn vội vàng dẫn người hướng Giang Giật phóng đi, một bên bạo hống, Giang Giật mau trốn. Giang Giật tựa hồ không nhìn thấy bốn phía chen trúc mà đến võ giả, giờ phút này hắn chính quỳ một chân xuống đất, đưa tay ôm lấy trên đất tô như tuyết, đôi mắt mặc dù vẫn là một mảnh huyết hồng, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói ra tô như tuyết ta đến chậm, để ngươi chịu hủy khuất, bất quá. Ngươi yên tâm, khi dễ ngươi người ta hội từng cái dóc xương lóc thịt bọn hắn. chương 129, Đại Sát Chiêu, giết, Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn vô kỵ lần này mang người cộng lại có 8-900, bị Giang giật chém giết một vòng qua đi, giờ phút này chỉ còn lại 5-600 người. Bốn phía võ giả nguyên bản cũng có hơn 1.000 người, bất quá hỗn chiến về sau chỉ còn lại 7-800 người. Giờ phút này hơn một ngàn người thì có hơn phân nửa hướng giang giật vào tới, trong con người đều là sát ý cùng hưng phấn. Tựa hồ giang giật không phải một người, mà là 500 vạn tử kim cùng một kiện thiên khí. Hưu, chiến vô song chỉ đem lấy 60, 70 người, nhưng thực lực đều rất mạnh mẽ, ít nhất đều là tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên, tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả càng có hơn 10 người, chiến gia hiển nhiên phi thường coi trọng người thiếu tộc trưởng này, sợ hắn bị nửa điểm tổn thương. Giang giật ca ca, mau trốn a! À. chiến lâm nhi bị một tên tử phủ cảnh đỉnh phong hộ vệ mang theo, nhìn thấy Giang giật quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nhìn qua tô như tuyết, hoàn toàn không để ý tới bốn phía chen chúc mà đến đám người, lập tức cấp bách khẽ kêu. Giang giật tại thời khắc này rốt cục ngẩng đầu lên, hắn đem tô như tuyết ôm lấy, huyết hồng ánh mắt bốn phía quét qua, sát khí trên người lần nữa đổ xuống mà ra, thân thể cũng hướng chiến vô song bọn người bắn tới. Sát lục chân ý vừa ra, bốn phía võ giả tốc độ lập tức chậm lại, Giang giật hai chân hát sắc nguyên lực vờn quanh, thân thể đột nhiên nhảy lên, như một cái viên hầu hướng phía trước nhảy tới, ở giữa không trung xa xa nhìn qua xa xa chiến vô song bọn người quát khẽ nói, chiến vô song, giúp ta chiếu khán thoáng cái tô như tuyết, còn như sự tình khác, các ngươi cũng đừng quản, uống, giang giật ở giữa không trung hai tay đột nhiên dùng sức ném đi, đem tô như tuyết thân thể mềm mại hướng chiến lâm nhi phương hướng ném mạnh mà đi, thân thể lại phản hướng ba mặt vào tới đám người bắn tới. Giang giật, trở về, chiến vô song ra hiệu chiến lâm nhi tiếp được tô như tuyết chính mình lại gấp bách giống to, đừng giết, mau trốn. Giang nghịch lưu muốn phóng thích đại sát chiêu, thiếu tộc trưởng, lui, chiến vô song còn chưa nói xong, một tên tử phủ cảnh đỉnh phong hộ vệ đột nhiên bắt hắn lại cánh tay cưỡng ép đem hắn kéo trở về, còn trước tiên lui nhanh, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Lui, chiến gia còn lại tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả cũng lông mày nhíu lại, lập tức mang theo chiến lâm nhi chào hỏi chiến ra người lui nhanh, ánh mắt đều xa xa nhìn qua không trung trưởng tôn vô kỵ cùng giang nghịch lưu, trong con người đều là kinh ý. Ông, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ giữa không trung truyền đến, khí tức kia tựa như bầu trời sụp đổ trực áp xuống tới, để phía dưới võ giả đều cảm giác được ngạt thở. Ừ, giang giật giật mình đến cái này khí tức kinh khủng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, huyết hồng con người đột nhiên co rụt lại, hắn kinh hô lên, nhị giai đỉnh phong linh thú. Ngao ngao, một đạo chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, Bầu trời một đầu dài hơn 10 trượng màu lam cự long đột ngột xuất hiện, tại lam long xuất hiện trong nháy mắt, không khí bốn phía đều đột nhiên trở nên băng lãnh, kia lam long quanh quẩn trên không trung một trận, nhanh chóng hướng phía dưới đáp xuống, há mồm đột nhiên phun ra một cái hàn khí. A, à, kia hàn khí trong nháy mắt đem phía dưới hơn phân nửa người bao phủ đi vào, rất nhiều trên thân người lập tức kết băng, bị đông cứng đến toàn thân phát run, nghĩ hướng bốn phía bỏ chạy, nhưng bước chân khẽ động thân thể tựu ầm vang ngã trên mặt đất toàn thân cuộn mình, hiển nhiên thân thể đều bị đông cứng đến cứng ngắc. Giang nghịch lưu, trưởng tôn vô kỵ, các người tốt hung ác a, à, giang giật xong. Chiến vô song nhìn thấy giang giật cùng một đám người đều cóng đến thân thể không động được, hắn rốt cuộc hiểu rõ hai người sách lược. Đầu tiên là lợi dụng một đám người kéo giang giật, sau đó vận dụng trưởng tôn vô kỵ linh thú lam long đông kết mọi người, để giang giật không cách nào chạy trốn, cuối cùng vận dụng thánh khí nhân vương ấn trực tiếp chân áp. Ông, quả nhiên, Giang nghịch lưu trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái kim sắc tiểu ấn ra giang nghịch lưu trong tay, kia tiểu ấn kim quang lấp lánh, phía trên có một đầu kim long phù điêu, không cần quán chú nguyên lực bản thân tự có một cỗ khí tức cường đại phóng thích mà ra, liền xem như mù lòa đều biết là trí bảo. Con hoang, chết đi, giang nghịch lưu trong con người đều là giữ tợn chi ý, thôi động nguyên lực điên cuồng rót vào nhân vương ấn bên trong kia tiểu ấn bên trên kim quang cũng càng ngày càng sáng, phía trên đầu kia kim long lại bắt đầu chậm rãi tại tiểu ấn bên trên du tẩu, vô cùng thần kỳ. Ngao ngao, trường tôn vô kỵ linh thú lam long, không ngừng ở giữa không trung xoay quanh, thỉnh thoảng phun ra một cái hàn khí tiếp tục đông kết giang giật, để hắn toàn thân lông tóc đều kết băng, toàn thân cứng ngắc. Không vận chuyển nguyên lực kháng cự hàn khí sợ là trực tiếp sẽ bị chết cóng, căn bản không có cách nào chạy trốn. Cũng may cái này lam long chỉ là nhị giai đỉnh phong yêu thú, nếu là tam giai yêu thú, sợ là một cái long tức đều có thể đem giang giật đánh thành cho. Hưu, không có bị hàn khí bao phủ một phần nhỏ võ giả thì hoảng sợ hướng bốn phía bỏ chạy, theo giang nghịch lưu nguyên lực quán chú, nhân vương ấn phía trên khí tức càng ngày càng kinh khủng, bọn hắn biết rõ còn không trốn, chế chút sẽ cùng giang giật cùng một chỗ chôn cùng. Kết thúc, nơi xa giấu ở trên một cây đại thụ cơ thính vũ nhẹ giọng thì thào một tiếng, nàng nhìn giang giật một chút, ánh mắt lại chuyển giống như không chung giang nghịch lưu, than nhẹ giang nghịch lưu, không tệ. Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nam nhân liền muốn tâm ngoan, Lúc này mới có thể thành tựu bán nghiệp, giang biệt ly nhi tử quả nhiên có hổ tính. Ai, tô như tuyết bị chiến lâm nhi ôm, nhìn qua toàn thân bị đông cứng thành băng côn, lại cố chấp không dám ngã xuống giang giật, nhìn qua cái kia xong con mắt đỏ ngầu u u thở dài, lần nữa tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng phi thường tinh tường người này vương ấn uy lực, giang nghịch lưu coi như không thể hoàn toàn thôi động, chỉ cần thôi động một nửa uy lực liền có thể đơn giản đem người phía dưới triển thành phấn vụn. Phốc Giang Nghịch Lưu không ngừng quán chú nguyên lực vào nhân vương ấn bên trong, sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt, thân tử không đoạn run nhẹ nhẹ, giờ phút này còn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn hai con ngươi lại bày ra đến trướng mắt, hắn bạo giống một tiếng chết, Giang giật đi chết đi. Nhân vương chi lực, chân áp quần hùng, nhân vương ấn, đi. Hưu, nhân vương ấn đột một hướng giữa không chung mà đi, Giang Nghịch Lưu thân thể nhoáng một cái tê liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng hắn không có nửa điểm do dự trong nháy mắt khống chế cổ thần chiến xa hướng bên cạnh bay đi, trưởng tôn vô kỷ cũng trước tiên đem lam long thu nhập linh thú phủ bên trong. Ông, nhân vương ấn lên giữa không trung đột nhiên kim quang tăng vọt, đầu kia phía trên kim long phủ điêu du tẩu càng lúc càng nhanh, cuối cùng kim quang kia đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra. Mà càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh, người kia vương khác ở giữa không trung nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, mỗi lần xoay tròn một vòng tựu biến lớn một phần, cuối cùng biến thành một tòa đường kính trăm trượng cự ấn, như một tòa kim sắc đại sơn dùng không thể kháng cự chi thế đột nhiên hướng phía dưới chân áp tới a à, phía dưới gần ngàn người nhìn lên bầu trời kia tựa như núi cao cự ấn toàn bộ hoảng sợ kêu to lên rất nhiều người dùng nguyên lực hóa giải trên người hàn khí nghĩ hướng tứ phương bỏ chạy nhưng bầu trời cái kia kim sắc đại ấn bên trên thả ra hủy thiên diệt địa khí tức ép tới bọn hắn thân thể ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi chứa nói chi là chạy trốn bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kim sắc đại ấn ầm vang đè xuống đem bọn hắn thân thể ép thành thịt nát. Ken két, tất cả mọi người bị ép tới thân thể tê liệt trên mặt đất, Giang Giật vẫn còn cố chấp đứng đấy, toàn thân hắn xương cốt đều bị nhân vương ấn phía trên khí thế cường đại ép tới vang lên kèn kẹt, nhưng hắn còn cắn răng quyết chống. Hắn huyết hồng đôi mắt ngước nhìn không chung, tóc đen không gió mà bay, trên thân sát khí vẫn như cũ đổ xuống mà ra, tựa hồ muốn cùng nhân vương ấn bên trên uy áp mạnh mẽ phân đỉnh chống lại. Trên mặt hắn tại thời khắc này không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một tia đùa cợt, hắn nhẹ giọng thì thào, nhân vương ấn cái này chắc là giang biệt ly trí bảo a à không biết giang biệt ly biết rõ. Bảo vật này bị hủy diệt, sẽ hay không đau lòng. chương 130, ta đi báo thù, hưu, tại vô số người ánh mắt tuyệt vọng dưới, nhân vương ấn nhanh chóng hướng phía dưới rất xuống, rời đi mặt đất mấy trượng lúc, giang giật thân thể rốt cục không chống nổi, cả người bị ép tới nằm dạp trên mặt đất mặt. Mà liền tại trong nháy mắt đó, Giang giật một cái tay đột nhiên hồng quang lóe lên, một cỗ nóng rực khí tức trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi, nhân vương ấn còn không có đem người xung quanh cho chân áp mà chết, kia kinh khủng nhiệt độ cao liền đem phụ cận mấy người cho đốt sống chết tươi. Hỏa linh thạch, cho ta phá người này vương ấn, giang giật trên thân hắc sắc nguyên lực vờn quanh, dùng hết khí lực toàn thân tại kia hỏa linh thạch xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên dùng ngón tay một nhát, hỏa linh thạch không lọt vào mắt nhân vương ấn uy áp, bay vụt mà lên. Lửa này thần thạch liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đơn giản đốt mặc, liền kia rõ ràng là thiên khí hoặc là thánh khí Ngọc Huyền đều có thể hủy đi, người này vương ấn dựa theo giang giật phỏng đoán, hẳn là cũng có thể hủy đi, suy suy, giang giật đoán không sai, hỏa linh thạch đụng một cái sở nhân vương ấn lập tức toát ra màu xanh hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại cả hai đụng chạm trong nháy mắt, nhân vương ấn phía trên kim sắc quang mang đột nhiên tối sầm lại, kia to lớn đại ấn cũng gấp nhanh thu nhỏ, cuối cùng khôi phục trước kia to như nắm tay tiểu ấn, phía trên cũng biến thành ảm đạm tối tăm, dưới đáy còn rõ ràng có một cái lỗ nhỏ. A, à, toàn trường mộng, những cái kia lúc đầu chuẩn bị chờ chết người, đều mê mang nhìn qua bị Giang Giật đơn giản bắt lấy Tiểu ấn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Giang Giật tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ là cảm giác được một trận kinh khủng nóng dực khí tức, đại ấn tự đột một biến mất trên không trung, bao phủ tại mọi người trên thân loại kia hủy thiên diệt địa uy áp cũng đã biến mất. Phốc, ngồi tại cổ thần trong chiến xa giang nghịch lưu đột nhiên cuồng phún một ngụm máu, mắt trợn trắng lên thân thể mềm nhún, triệt để ngất đi. Nhân vương ấn đã bị hắn luyện hóa, cùng hắn nhận chủ, giờ phút này ấn bị hủy diệt hắn tự nhiên bị phản phệ trọng thương đã hôn mê. Cái này, trường tôn vô kỵ trong con người cũng đều là hoảng sợ cùng không dám tin, giang giật vậy mà có thể hủy đi thánh khí chẳng lẽ trong tay hắn cũng có thánh khí nếu không căn bản là không có cách giải thích. Rút lui, trường tôn vô kỵ không do dự quá lâu, linh thú phủ sáng lên, một đầu màu lam cự long xuất hiện, hắn một cái tay ôm lấy Giang Nghịch Lưu, một cái tay lôi kéo cổ thần chiến xa bay vọt lên lam long trên lưng, khống chế lam long hướng nơi xa nhanh chóng bay đi. Hôm nay tình huống thực sự quá quỷ dị, mặc dù giờ phút này hắn ở trên không bên trong, nhưng hắn cũng không bảo đảm tái suốt cái gì dị biến, vẫn là trước tiên mang theo Giang Nghịch Lưu trốn được xa xa tốt. Trốn, trường tôn ra người lập tức kịp phản ứng, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, Giang ra cùng chấn Tây Quân còn sống sót người, cùng những cái kia chuẩn bị công kích giang giật đám võ giả đều tỉnh ngộ lại, co cẳng liền chuẩn bị trốn. Chỉ là, giang giật phản ứng nhanh hơn bọn họ, một cỗ kinh khủng sát khí trong nháy mắt đổ xuống mà ra, sắp tới ngàn người bao phủ đi vào, giang giật thân thể như u hồn chấp động, một cái tay bên trong hắc quang lấp lánh, thỉnh thoảng đánh ra bạo nguyên trường, một cái tay khác cầm một cái sắc bén bảo kiếm nhất đường thu gạt lấy đầu người, đồ sát lần nữa bắt đầu. Lui, trốn ở bốn phía trong rừng cây người, bao quát cơ thính vũ các nàng cũng không dám coi lại, nếu không sợ là chế chút tất cả mọi người trốn không thoát. Giang giật đã giết mắt đỏ, đoán chừng ngoại trừ chiến ra người, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào chém giết. Bạo nguyên trưởng cùng sát lục chân ý phối hợp phía dưới, Giang giật đã ở bên trong vô địch, ai dám ở lại chờ chết. Ta chiến vô song quả nhiên không nhìn lầm người, quá khỏe khoắn, chiến vô song ở phía xa thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng đi vào chém giết một phen. Đáng tiếc hắn không thể động, hôm nay hắn mạo muội xuất thủ cứu tô như tuyết bắn giết cố sơn hà đã qua giới lại động thủ liền sẽ triệt để đắc tội giang gia trưởng tôn gia chiến gia các cường giả cũng khẽ vuốt cằm lúc đầu chiến vô song hôm nay cưỡng ép muốn xuất thủ tất cả mọi người không đồng ý giờ phút này lại đều rất là khâm phục chiến vô song ánh mắt giang giật nếu là không chết hiểu cho hắn 10 năm thời gian 20 năm đại lục tuyệt đối sẽ ra một tên cường giả tuyệt thế chiến gia cũng sẽ đi theo thu hoạch đồ sát rất nhanh kết thúc cũng không phải là toàn bộ người bị giang giật giết, mà là giang giật thân thể suy yếu đến rốt cuộc giết bất động. Mặc dù như thế, gần ngàn người cũng bị hắn chém giết hơn phân nửa, trên mặt đất đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, tựa như địa ngục. Hưu, còn lại mấy trăm người, toàn bộ hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi, đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn giang giật một chút, ánh mắt kia tựa như xem minh giới bên trong ác ma hoảng sợ. Loảng xoảng, giang giật thân thể lay động thoáng cái rốt cục ngã trên mặt đất hắn hôm nay nhiều chỗ thụ thương theo thiên quân mộ rơi xuống thời điểm liền đã đứt gãy một hai cái xương sườn giờ phút này mang theo tổn thương kịch chiến lâu như vậy còn không ngừng phóng thích sát lục chân ý thân thể đã suy yếu đến cực hạn có thể chống đến đã coi như là nghịch thiên chiến hổ mang lên giang giật triệt thoái phía sau chiến vô xong dặn dò một tiếng một tên tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả lập tức nhanh chóng vọt ra ôm lấy giang giật một đám người nhanh chóng triệt thoái phía sau hướng nơi xa chạy như điên. Trên mặt đất, rất nhiều trên thi thể tiên huyết vẫn là chảy nhỏ giọt toát ra, đem mặt đất nhiễm đến huyết hồng. Giang giật dòng dã ngủ mê ba ngày mới tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện nằm tại một cái trong động đất. Bốn phía có mở tối ánh nến, bên cạnh một cái màu đồng cổ màu da nam tử chính ngồi xếp bằng tu luyện, một tên mặc váy đen được lụa mỏng thiếu nữ thì tựa ở trên vách tường ngủ gà ngủ gật, một bên khác còn có một tên nữ tử váy trắng đồng dạng nằm trên mặt đất đang ngủ say. Chiến vô song phát giác được dị động, mở mắt, mỉm cười nhìn qua hắn nói, giang giật, người đã tỉnh cảm giác thân thể thế nào? Giang giật nhúc nhích môi, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhắm mắt lại nội thị một lần, điểm nói, thương thế khôi phục một chút, thân thể còn rất yếu ớt, còn muốn tĩnh dưỡng hai ngày, nơi này là chỗ nào tô đạo sư không có sao chứ? Nơi này là một cái địa động, rất bí mật người yên tâm đi. Chiến vô song giải thích một câu, nhìn một cái nằm trên mặt đất chăn lông bên trên tô như tuyết, cười nói tô đạo sư cũng không có trở ngại, trên người nàng phong nguyên tán dược lực đã giải trừ, chỉ là có chút suy yếu, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Ừm, Giang giật miễn cưỡng cười một tiếng, chật vật ngồi xếp bằng chuẩn bị ngồi xuống chữa thương khôi phục, chiến vô song rất ăn ý đưa qua một bình thuốc chữa thương, Giang giật tiếp nhận một câu lời khách khí không nói, sau khi phục dụng lập tức nhập định. Chiến vô song lần này có thể xuất thủ, Giang giật trong lòng đã nhận định hắn vì huynh đệ, huynh đệ ở giữa thuyết khách nói nhảm vậy liền quá làm kiêu, có chút ân tình ghi ở trong lòng liền tốt. Sau đó mấy ngày, bởi vì giang giật cùng tô như tuyết thương thế, mọi người một mực trốn ở cái này chiến ra người tìm kiếm được trong sơn động không có ra ngoài, tô như tuyết tại ngày thứ hai cũng tỉnh lại, bắt đầu trầm mặc chữa thương. Năm ngày sau đó, giang giật thương thế hoàn toàn khôi phục tốt, tô như tuyết cũng khôi phục 7 tám phần. Giang giật xác định tô như tuyết không có trở ngại về sau, vui vẻ đứng dậy cùng chiến vô song nói ra, vô song, ngươi là cùng ta đi, vẫn là tách ra đi. Chiến vô song đã sớm ngờ tới giang giật hội đi, hắn cười khổ nói, tách ra đi thôi, có nhiều thứ ngươi không cần cố kỵ, thân phận của ta cũng nên tị húy một chút. Chiến lâm nhi nhìn thấy tô như tuyết cũng một câu không nói đứng lên, có chút nghi ngờ hỏi, giang giật ca ca, như tuyết đạo sư, các ngươi đi cái nào a? À? Giang giật đưa thay sờ sờ chiến lâm nhi đầu, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng, nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đi báo thù, thuận tiện đoạt ta bảo vật. Tiểu lâm nhi nói cho ta, ngươi muốn cái gì dạng bảo vật, ta đều có thể giúp ngươi cướp tới. A, à, Chiến Lâm Nhi một đôi chân châu con mắt lập tức phát sáng lên, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Giang Giật Kinh người chiến lực, cái này thiên quân trong mộ sợ là không ai có thể cùng hắn là địch, hắn muốn cướp bảo vật kia thật quá đơn giản, nàng lập tức hưng phấn kêu lên, Giang Giật ca ca thêm đoạt ta, đem những người xấu kia bảo vật đều đoạt, quay đầu phân ta một chút. Chương 131, đối ngươi, ta không có bí mật. Trong sơn động mấy ngày, Chiến Vô Song cùng Chiến ra người đều không có hỏi thăm, Giang giật gặp cái gì chuyện kỳ dị, hắn vì sao có thể từ giữa không chung bay vọt xuống tới, hắn là thế nào đem nhân vương ấn hủy đi. Mặc dù việc này bọn hắn đều phi thường tò mò, nhưng bọn hắn đều biết đây là Giang giật bí mật, người biết càng ít càng tốt, ai trên thân không có nửa điểm bí mật chứ. Chiến vô song bọn người không hỏi, Giang giật đương nhiên sẽ không đần độn đi giải thích. Việc này liên lụy vô danh thần công hắc sắc nguyên lực, còn có hỏa linh thạch bí mật, người biết càng ít càng tốt, đây chính là lá bài tẩy của hắn hắn cùng tô như tuyết hai người chui ra sơn động đi ra phía ngoài đi một khoảng cách tô như tuyết lại rốt cục nhịn không được một bên nhanh chóng bôn tẩu nàng vừa lên tiếng nói giang giật người không chuẩn bị cùng ta giải thích vài câu giải thích cái gì giang giật quay đầu nhìn tô như tuyết một chút trong mắt ngậm lấy ý cười hắn biết rõ cái này mấy ngày tô như huyết sợ là nhịn gần chết trở ngại chiến ra người tại không tiện hỏi nhiều ầm um, tô như tuyết nhìn thấy giang giật trong mắt ý cười duỗi ra nắm đấm đối phía sau lưng của hắn liền là một quyền Bất quá rất nhanh nàng tự hối hận, mặt cũng xoay lái đi, má bên cạnh một mảnh đỏ tươi. Cái này đánh người động tác quá mức thân mật, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, tưởng rằng tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình đâu. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, không còn đùa nàng, thấp giọng giải thích, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, xông vào tuyệt sát cấm chế sau ta không chỉ có không chết, còn bị truyền tống vào phía trên tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong. Đó là chân chính thiên quân mộ, vạn long thiên quân thi thể còn tại bên trong, cuối cùng ta ở bên trong đạt được một cái bảo vật, đem bảo tháp mặt đất đốt mặc, mới thoát ra tìm đường sống. Bảo vật liền là ngươi hủy đi nhân vương ấn cái kia bảo vật sao? Tô như tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ tò mò, ngừng lại bước chân hỏi thăm một câu, lập tức tựa hồ cảm giác hỏi nhiều, có chút mất tự nhiên nói ra, a, à, giống như ngươi không muốn nói, có thể không nói, ha ha, đối ngươi, ta không có bí mật, Giang giật bước chân cũng dừng lại đến, từ trong ngực lấy ra một cái hạt trâu màu đỏ, đưa tới nói chính là cái này bảo vật. Ây, nghe được giang giật trước mặt câu nói kia, tô như tuyết thân thể mềm mại run lên, hai gò má lần nữa hiển hiện hai mảnh hồng vân. Dưới cái nhìn của nàng giang giật câu nói này ám chỉ tính quá mạnh, giữa nam nữ không có bí mật gì để nói, đó không phải là tình lữ sao. Chỉ là, làm nàng vụng trộm lườm giang giật một chút lại nhìn thấy hắn hai mắt đều là chân thành, cũng không có ý tứ gì khác. Lập tức lại cảm thấy suy nghĩ nhiều, có chút ngượng ngùng khó nhịn, lãnh sắc trầm xuống, hư lạnh nói thu lại thu lại ta mới không muốn xem đâu ách giang giật hồ nghi nháy nháy mắt có chút xem không hiểu thật sự là hắn cũng không có ý đồ đặc biệt tôi như tuyết đối với hắn một mực có ân lần này còn vì hắn kém chút ném mạng đối với hắn mà nói tôi như tuyết là có thể hoàn toàn tiến nhiệm người đã nàng hỏi tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm chỉ là cho nàng nhìn nàng ngược lại không nhìn còn tức giận cái này khiến hắn đau cả đầu cũng không biết nói sai nói cái gì Ám đạo trên sách nói đến quả nhiên không sai, lòng của phụ nữ, kim dưới đáy biển, như gió giống như mưa lại giống sương mù A. Đi, ngốc tử, tô như tuyết dừng một chút, thân thể như như hồ điệp hướng phía trước lướt tới, trong mắt sát khí nghiêm nghị, hung tận nói ra, giang giật, người thế nhưng là nói, ai khi dễ ta, liền giúp ta dóc xương lóc thịt hắn, nhanh đi giúp ta báo thù, giúp ta đi đem giang nghịch lưu cùng hắn người toàn bộ giết. Ngày đó tô như tuyết xương sống đều bị lưu thống lĩnh chém đứt, lại phục phong nguyên tán, để nàng dở sống dở chết. Nếu không phải giang giật từ giữa không chung như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện, sợ là nàng cuối cùng khó tránh khỏi phải bị giang nghịch lưu cho trà đạp. Nghĩ tới đây tô như tuyết tự hận đến răng trực dương dương, nàng hiển nhiên cũng không phải một cái ôn nhu như nước, bị người khi dễ chỉ ủy khuất thúc thiết tiểu nữ nhân, giờ phút này sát khí nghiêm nghị dáng vẻ ngược lại cực kỳ giống một cái tiểu sát tinh. Không cần phải nói tô như tuyết nói, giang giật cũng chuẩn bị trả thù. Tính cách của hắn bị Giang Vân Hải ảnh hưởng rất sâu, theo hắn xuất thủ xưa nay không thủ hạ lưu tình đó có thể thấy được. Hắn cũng xưa nay không cho là mình là người tốt, có thủ không báo không phải là quân tử, đối đãi địch nhân khoan dung độ lượng nhân từ, hắn thấy đây không phải là thánh nhân, mà là. Giang giật xuất động một cái, toàn bộ thiên quân mộ trong không gian rất nhanh nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Phàm là Giang giật đi ngang qua chỗ tao mộ võ giả đều rất thảm, thông minh trước tiên đầu hàng, ngược lại là có thể may mắn kiếm về một cái mạng nhưng trên thân chỉ cần có bảo khí đều sẽ bị cướp sạch. Còn những cái kia không hiểu chuyện, còn ý đồ phản đoạt giang giật, thường thường lại biến thành một cỗ thi thể. Đương nhiên, chỉ cần là giang gia trưởng tôn ra người, còn có ngày đó xuất hiện chàng võ giả, bị tô như tuyết nhận ra, sau cùng kết cục cũng sẽ không mỹ diệu. Giang giật cùng tô như tuyết tại mấy ngày thời gian bên trong, lao nhanh mấy ngàn dặm, giang giật trên tay mạng người lần nữa thêm gần trăm đầu, trên người bảo khí cũng nhiều hơn 10 kiện. Còn cho tới một kiện linh khí, là một thanh trường kiếm màu bạc, hắn nhìn thấy tô như tuyết rất là thích, không có chút gì do dự đưa cho nàng. Hưu, vào thiên quân mộ ngày thứ 14, một mảnh rừng rậm bên trong, giang giật cùng tô như tuyết cấp tốc hướng phía trước chạy như điên, phía trước có mấy người chính đoạt mệnh lao nhanh, một người trong đó chính là Trấn Tây Quân Lưu Thống Lĩnh. Nhóm người này là tại vừa rồi tao mộ, hai người đã dòng dã đuổi hơn một canh giờ, chém giết hơn 10 người, đáng tiếc Lưu Thống Lĩnh cùng mấy tên tiểu đội trưởng thực lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, hai người căn bản đuổi không kịp. Giang giật cảnh giới quá thấp, coi như toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực quán chú hai chân, tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới tử phủ cảnh ngũ lục trọng. Trừ phi sát lục chân ý bao phủ phía trước đám người kia, để bọn hắn tốc độ xuống hàng, nếu không căn bản đuổi không kịp. Quên đi thôi về sau có cơ hội lại chém giết bọn hắn. Giang giật nhìn thấy cùng người phía trước khoảng cách càng kéo càng xa, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Tô như tuyết nhưng như cố cố chấp hướng phía trước chạy như điên, một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm lưu thống lĩnh phía sau lưng nàng thế nhưng là nhớ tinh tường ngày đó liền là người này đem cuộc sống của nàng chém đứt ông nàng trong đôi mắt đột nhiên hai đạo tử quang sáng lên lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía trước mà đi rất mau đuổi theo lên trước mặt một đám người đáng tiếc kia lưu thống lĩnh tại phía trước nhất đằng sau là một tên tiểu đội trưởng tử quang vô thành vô tức chui vào kia tiểu đội trưởng trong thân thể để lao nhanh mà tiểu đội trưởng thân thể ầm vang ngã xuống đất à, Lưu thống lĩnh bọn người nhìn lại, toàn bộ dọa đến thân thể run lên, nhưng đều không dám dừng thân, ngược lại cưỡng ép lần nữa tăng tốc chạy như bay. Hô hô, tô như tuyết thân thể nhoáng một cái, nếu không phải giang giật tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, sợ là sẽ phải té ngã trên đất. Thấy được nàng mặt tái nhợt bên trên vẫn là tức giận bất bình, giang giật có chút hổ thẹn nói ra, đừng nóng vội a. À, đây không phải còn có một ngày liền đi ra ngoài sao chờ chúng ta toàn bộ truyền tống đi trong sơn cốc ta hội trước tiên xuất thủ chém giết hắn. Tốt ha! À. Tô như tuyết vô lực tại phụ cận một khối trên tảng đá ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí, giang giật thì nhanh chóng chạy đi, điều tra đến kia tiểu đội trưởng đã chết sau mới chạy về đến. Hồ nghi lẩm bẩm nói, giang nghịch lưu bọn hắn đến cùng dấu ở cái nào đều tìm nhiều ngày như vậy, càng nhìn không đến nửa cái bóng người. Nghĩ lại nghĩ đến, giang nghịch lưu có cổ thần chiến xa, trưởng tôn vô kỳ có lam long, sợ là tìm tới hai người cũng rất khó chém giết bọn hắn, giang giật vừa bất đắc dĩ thở dài. Tu luyện đi, các loại chờ ngày mai. Cái này thiên quân mộ tầm bảo mỗi lần chỉ có 15 ngày thời gian, đến thời gian hội toàn bộ tự động truyền tống ra ngoài. Chỉ có một ngày thời gian, Giang giật cũng không tìm kiếm, cùng tô như tuyết hai người ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực, chậm đợi trời sáng. chương 132, tham kiến thế tử, cộc cộc cộc, sáng sớm, vạn long cốc bên ngoài đột một vang lên một trận tiếng vang trầm nặng, kinh động đến lưu thủ tất cả nhân viên, tề viện trưởng bọn người trước tiên theo trong chướng bồng chui ra, trên mặt đều là ngưng trọng. Thanh âm càng lúc càng lớn, Mặt đất bắt đầu khẽ run lên, rất nhiều tiềm ẩn tại Vạn Long Cốc chỗ sâu long tộc yêu thú hoảng sợ bắt đầu bốn phía bỏ trốn, bọn chúng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Quân đội, tiền vạn quán bản tại trong chướng bồng ngủ nướng, giờ phút này lộn nhào chui ra, tròn vo trên mặt đều là kinh nghi. Lớn như thế thanh thế chỉ có đại quân đột kích, mà Vạn Long Cốc chỉ có một cái cửa ra, vạn nhất đại quân bao vây ngoài sơn cốc, tất cả mọi người trốn không thoát. Hưu, một tên tiền gia trinh sát nhanh chóng chạy tới, một gối tại tiền vạn quán trước mặt quỳ xuống quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng bên ngoài tới một vạn đại quân, là trấn Tây quân sát thần vệ. Sát thần vệ, tiền vạn quán mắt nhỏ nhất chuyển, rất nhanh nhếch miệng cười, vung tay lên nói, làm cho tất cả mọi người không cần khẩn trương, nếu như ta không có đoán sai, đám người này khẳng định là tới đón tiếp lão đại, chỉ là không biết lão đại ở bên trong thế nào. Nghe đón giang giật, tiền gia trinh sát tựa hồ có chút không tin tưởng, giang giật thân phận hắn biết rõ, chỉ là Giang Biệt Ly sẽ vì một cái con riêng tự mình triệu tập đại quân vẫn là trấn Tây Quân bên trong tối cường sát thần vệ. Đúng vậy a à, tiền vạn quán cũng cảm khái, ta cũng không có đoán được. phiêu phiêu vậy mà tại Giang Biệt Ly trong lòng địa vị cao như vậy Giang Biệt Ly vì Giang Giật như thế giống chống khua chiêng đây là muốn nói cho người trong thiên hạ ai dám động đến Giang Giật, liền đợi đến hắn chấn Thiên Chi Nộ A. À. Cộc cộc cộc, rất nhanh một vạn sát thần vệ xông vào sân cốc, đồng phục màu đen chiến mã, màu đen chiến giáp, màu đen chiến đao giờ phút này trên tay toàn bộ dơ cao lên màu đỏ nỏ máy ánh mắt rét lạnh khóa chặt trong sơn cốc tụ tập mấy trăm người ai dám loạn động sợ là trong nháy mắt sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ các ngươi chơi cái gì ta là linh thú sơn học viện phó viện trưởng giang vương ra cùng chúng ta viện trưởng là mạc nghịch chi giao các ngươi chớ làm loạn tề viện trưởng nhìn thấy ba người cũng bị vô số cung tên chỉ vào sắc mặt âm trầm nhìn qua trấn tây quân thân phận các nàng tôn vinh Coi như Giang Biệt Ly nhìn thấy bọn hắn cũng không dám khinh thị A à đám này mọi dợ binh càng như thế đối đãi bọn hắn. Bất quá các nàng ngược lại là không dám động thủ, một là sợ làm tức giận Giang Biệt Ly, để nhị các nàng không có nắm chắc tại một vạn cung tên tề xạ sống sót xuống tới, những này nỏ máy đều là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh diệt thần nỏ A. À. Cộc cộc, trong đại quân quân sĩ đột nhiên hướng hai bên tản ra, một tên người mặc tướng quân chiến giáp cầm một cái hẹp dài chiến đao khôi ngô nam tử khống chế chiến mã đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua mọi người cuối cùng dừng lại tại tề viện trưởng trên mặt trầm giọng mở miệng nói giang giật ở đâu giang giật hiện trường một mảnh xôn xao rất nhiều người căn bản không biết giang giật là ai linh thú sơn học viện hộ vệ cùng đám đạo sư lại nhao nhao thất kinh rất nhiều người ngược lại là biết rõ giang giật cùng giang nghịch lưu có mâu thuẫn nhưng không có ngờ tới giang biệt ly lại phái ra đại quân muốn chém giết giang giật tề viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh nghi trầm mặt không nói gì hai gã khác viện trưởng hiển nhiên cũng rất là phẫn nộ cắn răng một câu không nói. Ta biết, trong đám người lăn ra một cái viên thịt, tiền vạn quán cười tủm tỉm nhìn qua sát thần vệ tướng quân nói ra, giang nhân đồ tướng quân, giang giật giờ khắc này ở thiên quân trong mộ, đoán chừng còn có hai canh giờ liền sẽ bị truyền tống ra. Bất quá, hắn sống hay chết, ai cũng không thể cam đoan. Hai canh giờ, giang nhân đồ mắt hổ bốn phía quét qua, quát khẽ toàn quân nghe lệnh, phong tỏa sân cốc, nguyên địa đề phòng, ai dám loạn động giết chết bất luận tội. Ngươi, Tề viện trưởng mái đầu bạc trắng đều giận đến bay lên, nhưng đối mặt vô số diệt thần nỏ, nàng cuối cùng không hề nói gì, dẫn người trầm mặc đứng tại chỗ. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, cái này giang nhân đồ lãnh huyết vô tình tại thần võ quốc là có tiếng, ngoại trừ giang biệt ly coi như thần võ quốc quốc chủ ý chỉ hắn cũng dám chống lại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai cái này canh giờ vô số người lại cảm giác qua hai năm. Đương nhiên đổi lại là ai, bị một đám đằng đằng sát khí quân sĩ dùng nỏ máy chỉ vào, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, ai cũng sẽ không dễ chịu. Ông, thiên quân mộ cái kia trên tấm bia đá rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, ngay sau đó là sơn đống cũng phát sáng lên, càng ngày càng sáng, cùng ngày đó thiên quân mộ mở ra lúc tình cảnh giống nhau như đúc. Suy suy, đột nhiên, thiên quân trước mộ mới trên đất trống, không gian đột nhiên rung động, một đạo đạo nhân ảnh đột ngột trên mặt đất ngưng kết xuất hiện, tràng diện kia vô cùng thần kỳ, tựa như đám người này theo trong hư không đi tới, lại giống từng bầy u linh thoáng hiện. Hưu, Tại bóng người vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ, một cỗ cổ thần chiến xa đột ngột xuất hiện, hai thân ảnh dùng tốc độ khủng khiếp nhảy lên chiến xa, chiến xa lập tức hướng giữa không trung bay vụt mà lên. Ông, theo sát phía sau, một đạo sát khí ngất trời theo một cái thanh bào trên người thiếu niên đột nhiên phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ theo thiên quân trong mộ truyền tống ra tất cả mọi người. Kia thanh bào thiếu niên thân thể cũng như thiểm điện hướng một người phóng đi, một cái đại thủ trong bàn tay hắc sắc quang mang lấp lánh, liền muốn hướng một tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh trên thân vỗ tới. Xoạt, trong sân dị biến đánh thức tề viện trưởng bọn người, tề viện trưởng ba người còn có giang nhân đồ mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng trước tiên đồng thời quát lớn, dừng tay. Tại thiên quân trong mộ làm sao hỗn chiến, tề viện trưởng ba người không quản được, nhưng tầm bảo kết thúc, thế cục nhất định phải nắm giữ tại trong tay các nàng. Thanh bảo thiếu niên tự nhiên là giang giật, hắn sau khi ra ngoài lập tức tìm kiếm giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô nhưng hai người phản ứng quá nhanh, giang giật không có cách nào đánh giết hai người, chỉ có thể cầm lưu thống lĩnh tiết hận. Hừ, hắn nghe được tề viện trưởng bọn người quát lớn, cảm nhận được giang nhân đồ cường đại sát cơ khóa chặt hắn, hắn đánh ra bàn tay không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm cuồng bạo hướng lưu thống lĩnh vỗ tới. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, lưu thống lĩnh thân thể trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, cuồng bạo sóng xung kích còn đem bốn phía mấy người cho nổ bay ra ngoài kia dư âm nổ mạnh cũng đem phụ cận người đẩy lui mấy trượng. Oanh, lưu thống lĩnh mạnh mẽ tiếp nhận giang giật một trường, trên thân áo bảo bị tạc đến vỡ nát, thân thể cũng máu thịt be bét vô cùng thê thảm, trên mặt đất lăn lộn mấy chục trượng, rõ ràng đã không còn khí tức. Thật can đảm, giang nhân đồ giận dữ, sát khí trên người đổ xuống mà ra, thần du cường giả khí thế có bao nhiêu cường đại đây là một vị theo thân kinh bách chiến giết người vô số thượng tướng quân, trong nháy mắt tất cả mọi người toàn thân run lên, trên mặt trở nên yếu ớt, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhân đồ thúc thúc, giữa không trung giang nghịch lưu thấy rõ ràng là giang nhân đồ cùng sát thần vệ về sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên khống chế chiến xa vạch phá bầu trời hướng giang nhân đồ bay đi người giữa không trung tựu giống to nhân đồ thúc thúc mau giúp ta giết hắn hắn giết chúng ta giang ra thật nhiều người ừ giang nhân đồ rốt cuộc tỉnh ngộ lại hắn hờ hững quét giang nghịch lưu một chút thân tử không vẻn vẹn không nhúc nhích ngược lại mắt hổ khóa chặt giang giật hỏi thăm về đến ngươi là giang giật giang giật chém giết lưu thống lĩnh thân thể bị đẩy lui mấy bước, ánh mắt của hắn cùng Giang Nhân đổ xa xa đối mặt, lạnh nhạt nói ra ta chính là Giang Giật, làm sao muốn giết ta. Chờ chút, đứng tại cổ thần trên chiến xa trường tôn vô kỳ cảm giác được không đúng, Giang Nghịch Lưu cũng phát hiện không đúng, Giang Nhân đồ trong giọng nói không chỉ có không có sát khí, ngược lại có chút thân thiết còn có hắn cùng cái này sát thần vệ ra nơi này rõ ràng có chút quỷ dị a à hắn con người nhất chuyển, tự hồ đoán được cái gì, lập tức khống chế chiến xa rừng ở giữa không trung sắc mặt xanh trắng đan sen, khẩn trương nhìn chăm chú lên Giang Nhân Đồ. Bạch, Giang Nhân Đồ thân thể đột nhiên theo trên chiến mã bay vọt mà xuống, đối Giang giật một gối quỳ xuống, quát khẽ, Giang Nhân Đồ tham kiến Thế tử Điện Hạ, Phụng Vương ra chi danh, cung nghênh Thế tử hồi trở lại Giang Y Thành. Bá bá bá, một vạn sát thần vệ đồng thời xuống ngựa, một gối quỳ xuống quát lớn, tham kiến Thế tử Điện Hạ, cung nghênh Thế tử về thành. Một vạn người đồng thời quát lớn âm thanh lớn bao nhiêu. Chỉ ít giữa sân tất cả mọi người bị chấn động đến mảng nhĩ đau nhức thân thể phát sợ, nhưng để mọi người càng thêm rung động vẫn là tâm linh, nhất là nhận biết Giang giật người toàn bộ trợn tròn mắt, Giang nghịch lưu trưởng tôn vô kỷ cùng bọn hắn thủ hạ càng là triệt đề mộng. Giang nhân đồ vậy mà không hướng Giang nghịch lưu quỳ xuống, không cung nghênh hắn về thành. Ngược lại giống như là, cố ý tới đón tiếp Giang giật mà lại bọn hắn còn không lọt vào mắt Giang nghịch lưu cái này chính quy thế tử. chương 133, ta một người sống rất tốt. Tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau, hai người đều cười, Tô Như Tuyết thì đầy mắt kinh ngạc, làm nửa ngày giang giật vậy mà cũng là thế tử xem tình huống giống như cùng giang nghịch lưu vẫn là huynh đệ có vẻ như. Hai huynh đệ còn là bởi vì nàng mà trở mặt thành thù. Thế tử, cơ thính vũ cùng giang hận thủy liễu hà lãnh thiên thiên bốn người chấn động lớn nhất, mặc dù cơ thính vũ đoán được giang giật có thể cùng giang ra có quan hệ, nhưng không nghĩ tới lại là giang biệt ly nhi tử đang nghĩ đến giang giật nghịch thiên chiến lực, cơ thính vũ đôi mắt quang mang tối sầm lại, nàng phát hiện. Tựa hồ làm một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỵ hai người rất nhanh tỉnh ngộ lại, sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt, Giang biệt ly phái một vạn sát thần vệ tới đón tiếp Giang giật, tự nhiên là biết rõ tất cả mọi chuyện. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là Giang nhân đồ thái độ đối với hắn. Thần võ quốc có cái truyền ngôn, Giang nhân đồ là Giang biệt ly ảnh tử, Giang nhân đồ đại biểu cho Giang biệt ly ý chí. Giờ phút này Giang nhân đồ rõ ràng coi thường hắn cái này chính quy thế tử, ngược lại trước mặt mọi người đối Giang giật cái này con riêng quỳ xuống, trong này đại biểu cái gì, Giang Nghịch Lưu rõ ràng nhất. Vương gia đối y phiêu phiêu cái này tiện nữ nhân càng như thế tình thâm. Trường tôn vô kỷ hung ác nham hiểm con người lấp lóe vài vòng, trên mặt cũng lộ ra một tia minh ngộ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ đến, y phiêu phiêu trốn đi sau vương gia tựu bế quan một năm, sau khi xuất quan đem thì ra là trấn thành tây đổi tên là Giang Y Thành, Giang Áo. Không phải là Giang Biệt Ly cùng y phiêu phiêu ý tứ sao? Hiu, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Giang Nhân Đồ đột ngột đứng lên, trên thân nguyên lực vận chuyển, thân thể như một cái mãnh thú nổ bắn ra mà lên, một đôi mắt hổ bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, khóa chặt Giang Nghịch Lưu quát lớn, phụng vương ra chi mệnh, đem ngược dòng thế tử mang về cho phu nhân quản giáo, ngược dòng thế tử. Đắc tội, Giang Nghịch Lưu giờ phút này rời đi mặt đất cũng không cao, Giang Nhân Đồ thực lực mạnh mẽ, thân thể nhảy lên vậy mà bay vụt lên chiến xa bên trên, tại hai người còn không có phản ứng trước đó, một cái chân như roi sắt hướng Giang Nghịch Lưu hai chân quét tới. Giang giác, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Giang nghịch lưu hai chân lên tiếng mà đứt, kêu thảm một tiếng đổ vào trên chiến xa. Hưu, Giang nhân đổ sắc mặt không có một tia biến hóa, nắm lên Giang nghịch lưu hướng phía dưới ném một cái, một tên sát thần vệ thiên tướng lập tức tiếp được mang theo xuống dưới. Giang nhân đổ lúc này mới hướng nhìn qua sắc mặt tái xanh trưởng tôn vô kỵ nói ra, vô kỵ công tử, ngươi là trưởng tôn ra người, ta liền bất động ngươi, có thời gian chính người đi Giang Y Thành cùng vương gia thỉnh tội đi, vương gia tính khí người biết. Nói Giang Nhân đổ nhẹ nhàng vung lên, đem trưởng tôn vô kỷ đánh bay ra ngoài, hắn thân thể nhảy lên một tay vỗ cổ thần chiến xa, cái này chiến xa lập tức quang mang tối sầm lại hướng sát thần vệ bay đi, mấy tên sát thần vệ bay vọt lên, đem cổ thần chiến xa dơ lên xuống dưới. Ngao, trưởng tôn vô kỷ cũng không dám rơi xuống đất, Giang giật tên sát tinh kia tuyệt đối sẽ lập tức xử lý hắn, hắn trong nháy mắt triệu hoán đi ra lam long Thân thể nhảy vọt mà lên, bay vụt lên giữa không trung. Người tới, đem ngược dòng thế tử cùng vô kỳ công tử mang đến người toàn bộ cầm xuống, áp tải Giang Y thành chờ vương ra xử lý, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Giang Nhân Đồ nhảy xuống mặt đất về sau, không có một lát dừng lại lần nữa quát lớn, mấy trăm sát thần vệ hướng Giang giật bên kia tiêu xạ mà đi, nhẹ nhóm đem Giang gia tộc nhân, Trường Tôn gia tộc người, còn có sống sót thiết huyết vệ toàn bộ cầm xuống. Giang Nhân Đồ làm xong đây hết thảy, lần nữa đối giang giật một gối quỳ xuống quát khẽ nói tiểu thế tử mời đi theo ti chức về thành vương gia rất muốn gặp ngươi a à, cho tới giờ khác này mọi người mới tỉnh ngộ lại mặc dù không có người dám mở miệng nhưng rất nhiều người đều phát ra một tiếng nhẹ nghệ hiển nhiên nội tâm khiếp sợ đến cực điểm ở đây rất nhiều người đều là đại gia tộc gia không có mấy cái ngu xuẩn tự nhiên có thể nhìn ra được giang nhân đổ làm hết thảy mục đích hắn tại thay thế giang biệt ly hướng giang giật lấy lòng coi như Giang Biệt Ly thật muốn đoạn Giang Nghịch lưu chân, Giang Nhân Đồ sẽ không vụng trộm tìm không ai địa phương đoạn ngay trước nhiều người như vậy đoạn hắn chân, Giang Nghịch lưu mặt mũi là triệt để quét sân, đường đường thế tử điện hạ về sau còn thế nào ra lăn lộn ngày sau còn có cái gì uy nghi thống soái cường đại trấn Tây quân. Còn có trưởng tôn vô kỵ, Giang Nhân Đồ nói rõ để trưởng tôn vô kỵ đi cùng trấn Tây Vương thỉnh tội, còn không tiếc đắc tội trưởng tôn ra, đem bọn hắn ra người cho trói lại, cái này rõ ràng làm quá mức làm chấn Tây quân bên trong thực lực nhất cường đại thượng tướng quân, hàng năm đi theo Giang Biệt Ly xuất sinh nhập tử, tại thần võ quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy người đồ tướng quân, lại đối Giang giật hai lần quỳ xuống cái này đừng nói Giang nghịch lưu, coi như trưởng tôn vô kỵ lão cha, thần võ quốc quyền thế lớn nhất trưởng tôn gia chủ, đều mơ tưởng để Giang nhân đồ quỳ xuống A. Hết thảy hết thảy, đều cho thấy Giang nhân đồ đang lấy lòng Giang giật, tại biểu đạt một loại nào đó thiện ý cùng thành ý, hoặc là nói tại thay giang biệt ly cho thấy một loại nào đó thái độ thay cái kia thần võ quốc đệ nhất cường giả mang đến một tia mịt mờ ái náy ha 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 giang giật một mực mắt lạnh nhìn đây hết thảy cho đến giờ phút này mới đột nhiên cười to lên hắn cười đến rất vị ý cười đến nước mắt đều đi ra trong tiếng cười không có khoái ý ngược lại tràn ngập vô tận thê lương cười rất lâu sau đó hắn mới nghiêm nghị nhìn qua giang nhân đồ từng chữ từng chữ nói ra ta gọi giang giật ta không phải cái gì thế tử vị tướng quân này ngươi nhận lầm người đứng lên đi, ta giang giật chịu không được ngươi cái quỷ này. Ây, toàn trường lại là một mảnh chấn kinh ngạc, tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ. Bọn hắn tựa hồ đã sớm tính toán định giang giật sẽ như thế nói, theo giang giật đối mặt giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỳ ám sát, mấy lần hiểm chết cũng không muốn bại lộ thân phận đó có thể thấy được, hắn đối cái này tôn vinh thế tử điện hạ thân phận thật chẳng thèm mó tới. Giang nhân đổ đi lên, nhưng sau lưng sát thần vệ chưa thức dậy, hắn cứng nhắc mặt run lên, nhìn qua giang giật tấm kia mang theo gương mặt non nớt khe khẽ thở dài môi đột nhiên động một cái thông qua truyền âm nhập mật thần thông truyền một câu tới tiểu thế tử chuyện năm đó ngươi có thể không hiểu rõ cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy giống như ngươi muốn biết chân tướng mời theo ta trở về vương ra sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích giang giật khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt lắc đầu khẽ cười nói vị tướng quân này ngươi đừng nói nữa ta giang giật trước kia không có cha mẹ không có cha mẹ về sau cũng sẽ không có phụ mẫu. Mời người trở về đi, ta một người sống rất tốt. Bốn phía một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nhìn qua giang giật kia thân thể suy nhược, đều theo hắn thân thể cảm nhận được vô tận cô đơn cùng cô độc, giờ khắc này cũng cảm giác giang giật bị thế giới vứt bỏ. Hắn mặc dù đang khẽ cười, lại cho người ta cảm giác dị thường lạnh, tựa như đông trong tuyết tỏa ra hoa mai, thanh lãnh cô tuyệt. Tô như tuyết trong mắt không hiểu xuất hiện một vòng đau lòng, nàng bước chân theo bản năng xê dịch hai bước, duỗi ra một cái tay cầm thật chặt sang giật tay hành động này cũng không có đặc thù hàm nghĩa nàng chỉ là muốn cho cái này đáng thương tiểu nam nhân một tia ấm áp chỉ thế thôi hưu giang nhân đồ thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà đến cả người hóa thành một đạo tàn ảnh một cái tay như thiểm điện hướng giang giật chộp tới hiển nhiên chuẩn bị cưỡng ép đem giang giật mang về giang y thành chỉ là tại hắn cách giang giật ba trượng mắt thấy muốn nhẹ nhõm kích choáng giang giật lúc hắn thân thể lại đột nhiên dừng lại bởi vì Giang Giật trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu, một viên lóng lánh hồng quang hạt châu, tại hạt châu này bên trên hắn bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Giang Giật sắc mặt cũng biến thành rét lạnh xuống tới, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Nhân Đồ, sát khí nghiêm nghị quát lớn, mang theo lính của ngươi cút cho ta. Còn dám động ý đồ xấu, ta để các ngươi toàn bộ người lưu lại. Chương 134, phách lối. Phách lối, cuồng vọng. Đây là Giang Giật cho tất cả mọi người cảm giác, Giang nhân đồ là ai đây chính là đại lục lừng lẫy nổi danh người đồ tướng quân, một thân cường đại chiến lược tại thần võ quốc tuyệt đối có thể xếp hạng trước 30, mà lại hắn còn mang theo một vạn thần võ quốc chiến lược tối cường sát thần vệ, Giang giật một cái nho nhỏ thằng nhãi danh dám khẩu suất cuồng ngôn để hắn lặn đi không lặn đi thì đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Trên thực tế, Giang nhân đồ cũng cảm thấy Giang giật thật ngông cuồng, mặc dù hắn không biết hạt châu kia tại sao lại cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không cho rằng Giang giật có thể tổn thương hắn, hắn thật muốn động thủ trong nháy mắt có thể đem Giang giật dây. Không bằng hắn không dám lại động thủ, hắn không sợ Giang giật tổn thương hắn, hắn sợ Giang giật tự sát. Hắn phi thường tinh tường chủ tử của mình đến cỡ nào để ý Giang giật, vị này tiểu chủ con nếu là xảy ra chuyện, trở về hắn không phải bị Giang biệt ly lột ra không thành. Ai, tiểu thế tử, tính tình của ngươi quả nhiên cùng áo phu nhân đồng dạng bướng bình a. Giang nhân đổ u u thở dài, thân thể bắn ngược mà về, vững vàng rơi vào trên chiến mã hắn thật sâu nhìn Giang giật một chút, vung tay lên quát khẽ, rút quân. Bá bá bá, một vạn sát thần vệ toàn bộ đứng lên, chỉnh tề quay người, lên ngựa, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đến đâu mau chóng đuổi theo, chỉ là nửa nén hương thời gian tự toàn bộ biến mất tại trong sơn cốc. Ngao ngao, trưởng tôn vô kỵ đứng tại lam long bên trên, quanh quẩn trên không chung một trận, cuối cùng thật sâu nhìn một cái giang giật, còn có trong góc vân phỉ công chúa, khống chế lam long hướng phía bắc nhanh chóng bay đi. Vù vù, cùng một thời gian, rất nhiều tầm bảo võ giả cũng nhanh chóng lên núi cốc bên ngoài lặng yên chạy đi, bọn hắn thế nhưng là bị giang giật cái tên điên này truy sát sợ, bọn hắn sợ còn không đi, trễ chút giang giật phát cuồng đem bọn hắn cũng làm thịt. Rất nhanh trong sơn cốc người tựu đi được 7-8 phần, chỉ còn lại linh thú sơn đạo sư cùng viện trưởng học viên. Lần này vào bên trong tầm bảo học viên nguyên bản có hơn 1.000 người, giờ phút này lại còn lại không đến 500 người. Đây là giang giật ở bên trong chuyển mấy ngày, gặp được học viên không có động thủ kết quả, nếu không có thể còn sống sót một hai trăm thế là tốt rồi. Giang giật một mực trầm mặc đứng thẳng, cho tới giờ khắc này ánh mắt mới bên trái ném đi, khóa chặt bên kia đứng thẳng cơ thính vũ cùng Giang hận thủy bọn người. Cơ thính vũ vận khí rất không tệ, tại Giang giật bốn phía tìm người báo thù kia mấy ngày không có tao ngộ bên trên, bất quá giờ phút này vận khí của nàng tựa hồ chấm dứt. Giang giật trong mắt lóe lên một tia hồng quang, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, chậm rãi hướng cơ thính vũ đi đến, kia hung thần ác sát bộ dáng rõ ràng là muốn động thủ làm thịt người. Tề viện trưởng hôm nay trong lòng ổ lấy nổi giận trong bụng, nhìn thấy Giang giật lại ở trước mặt nàng lại muốn giết người lập tức nổi giận gầm nhẹ, Giang giật, người muốn làm gì? Giang giật, tôi như tuyết gặp tề viện trưởng bão nổi, vội vàng đuổi theo giữ chặt Giang giật thấp giọng nói, người còn muốn cứu người cái kia tiểu thị nữ không đắc tội tề viện trưởng, người sợ là muốn trục xuất học viện, nhịn một chút đi. Giang giật trong mắt hồng quang biến mất, hờ hững quét cơ thính vũ một chút, bước chân ngừng lại, cơ thính vu ánh mắt trốn tránh căn bản không dám cùng giang giật đối mặt, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng thanh bạch đan sen, trong lúc nhất thời trăm loại tư vị sông lên đầu, toàn bộ lên xe ngựa, hồi trở lại học viện, trên đường ai dám loạn động, hết thảy trục suốt học viện, tề viện trưởng trầm mặt hét lớn, hôm nay ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, bị giang nhân đổ như thế đối đãi, mặt của nàng xem như mất hết, cũng bởi vậy đối giang nghịch lưu cùng giang giật đều không có hảo cảm, tại đám đạo sư cùng hộ vệ an bài xuống các học viên rất nhanh lên xe ngựa bất quá lần